thần cấp ở rể. chương 601, kẻ yếu không có quyền lựa chọn, mày. Tư đồ phong chật vật đứng dậy khỏi mặt đất với vẻ mặt hoảng sợ. Đường chảm lắc đầu, anh cũng coi như khó chơi đấy. Tôi còn tưởng rằng có thể giết anh trong 50 hiệp, nhưng kết quả lại kéo dài lâu như vậy, thực lực của anh đúng là không tồi. Tư đồ phong lộ vẻ kinh ngạc, tên khốn, sao mày còn biết băng quyền. Đường chảm nói với một nụ cười, cái này thì do anh không biết thôi. Thực ra tôi luyện tập rất nhiều trường phái, cho nên mấy bản lĩnh mà anh nói, tôi đều biết một chút hết. Từ đồ phong phun ra một ngụm máu nữa, trong đời anh ta chỉ luyện một hoặc hai môn phái, nhưng bây giờ đường chảm nói mình có thể biết mọi thứ. Điều này làm cho anh ta cảm thấy không thể tin được. Đường chảm chỉ có thể nhún vai nói, nhưng mà quên đi, chắc là anh cũng không biết cảm giác này. Mới đầu thật khó chịu, dù sao mỗi ngày đều phải luyện tập, học hết bài này đến bài khác. Từ đồ phong ngay cả đứng cũng có chút không ổn, anh ta biết lần này mình đã bị đánh bại nên không còn gì để nói. Đường chảm lúc này mới chậm rãi đi tới, lãnh đạm nói, muốn học cũng được thôi, tự mình đi thỉnh giáo người khác đi, nhưng tôi khuyên anh nên rời khỏi nhà họ Nguyên thì tốt hơn, dù sao nhà họ Nguyên kia cũng không phải thứ tốt lành gì, chuyện xấu gì cũng dám làm, nếu anh tiếp tục đi theo bọn họ thì cũng chỉ thiệt cho anh mà thôi. Audio điện tử võ tấn bền lời nói của đường trảm khiến tư đồ phong sửng sốt ánh mắt càng thêm bối rối đường trảm đi ngang qua tư đồ phong lao ra khỏi đường hầm anh ta muốn tụ họp lại với liễu như sau đó tiếp tục bảo vệ liễu như đến tòa án ai biết được nhà họ nguyên có phái những sát thủ khác ngoài đường hầm này hay không lúc này diệp vô phong đang ngồi trên xe chở dầu cùng với yêu tử yêu tử vốn luôn trầm mặc bây giờ lại tò mò nhìn diệp vô phong lão đại của tôi nói khi anh ở long môn thực lực của anh là mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn mấy tư lệnh của Long Môn hiện tại. Diệp Vô Phong chỉ cười, cũng không thừa nhận chuyện này. Yêu tử nhìn vẻ mặt của Diệp Vô Phong nói, lão đại của tôi rất sùng bái anh, thậm chí trong mơ còn gọi tên anh, anh đã từng là tư lệnh chỉ huy Long Môn, tôi không tin anh thật sự không có cảm tình với Long Môn nữa, hiện tại Long Môn sụp đổ, anh nói xem về phương diện này sẽ không có trách nhiệm của anh sao? diệp vô phong không ngờ yêu tử lại có thể nói ra lời này với mình anh đã rời khỏi long môn lâu như vậy ngay cả đường trảm còn không hỏi gì về chuyện này thật không ngờ thủ hạ của đường trảm lại nhắc tới anh mỉm cười nhìn yêu tử vậy những lời này là đường trảm nói cho cậu sao yêu tử lắc đầu tất cả đều là suy nghĩ của tôi lúc đầu tôi cũng không định nói những lời này với anh nhưng nhìn tình hình hiện tại của long môn tôi thật sự hơi buồn bực nếu còn có anh long môn vẫn là tổ chức đứng đầu quốc tế nhưng ở thời điểm đỉnh cao huy hoàng thì anh lại ẩn lui, tôi thật sự không hiểu điều này." Diệp Vô Phong chỉ lắc đầu, cậu không hiểu cũng là chuyện bình thường, nếu như cậu hiểu được, cậu sẽ không nói nhảm với tôi nhiều như vậy. Tuy rằng cậu là đàn em của Đường Trảm, nhưng giọng điệu hung hăng của cậu thật sự rất thiếu đánh, tính tình hiện tại của tôi đã tốt nhiều rồi, nếu là trước kia thì tôi đã sớm giết cậu rồi." Yêu Tử cúi đầu im lặng, đợi một lúc sau mới nói, "Quên đi." nhìn dáng vẻ của anh thì đã muốn từ bỏ Long Môn rồi. Tuy rằng tôi không đoán ra được, nhưng mọi người đều có quyền lựa chọn, anh thích là được rồi. Diệp vô phong lúc này mới chế nhạo, cái này thì cậu sai rồi. Không phải ai cũng có quyền lựa chọn, nhưng kẻ mạnh đều có quyền lựa chọn. Nếu là kẻ yếu thì không có chuyện đó. Trên đời này, kẻ yếu không có quyền lựa chọn, vì vậy những gì yêu tử nói thật sự rất ngây thơ. Anh nhảy xuống khỏi che chở dầu, nhìn xung quanh và lấy điện thoại ra chắc bây giờ không có ai trong đường hầm này nữa nhỉ sau khi du kinh hồng nối máy được với diệp vô phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng cau mày ý của anh là gì không có ý gì tôi muốn đưa quân đến nhà họ nguyên nếu không thì làm sao có thể khiến nhà họ nguyên diệt phong nhanh hơn chứ diệp vô phong tươi cười nói anh điên rồi sao chuyện này là trái với nguyên tắc của cục hồng thuẫn chúng ta Mặc dù Du Kinh Hồng biết Diệp Vô Phong làm loại chuyện này thật sự có thể kéo cả nhà họ Nguyên xuống nước, khiến nhà họ Nguyên không thể cao cao tại thượng được nữa. Nhưng sự hy sinh này không phải là hơi quá lớn sao? Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, đúng vậy, tuy rằng tôi hợp tác với Cục Hồng Thuấn các người, nhưng nói đúng ra, tôi không thuộc về Cục Hồng Thuấn, cho nên những gì tôi làm bây giờ, có thể nói là không phù hợp với nguyên tắc của Cục Hồng Thuấn, đó là việc của riêng tôi. Du Kinh Hồng đã sớm cảm thấy bất lực, Cô ta biết một khi Diệp Vô Phong đã quyết định, anh sẽ không bao giờ dễ dàng thay đổi. Vì vậy, bây giờ cô ta chỉ có thể bất lực nói, vậy thì anh phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Diệp Vô Phong mỉm cười, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này, nhưng chỉ cần bọn họ tìm được bằng chứng tôi đã làm là được. Diệp Vô Phong nói xong, trực tiếp cúp điện thoại rồi gọi cho Đường Trảm, sau khi xác nhận toàn bộ đường hầm không có ai, anh nói với yêu tử theo kế hoạch vừa nói. Yêu tử thực sự khâm phục lòng dũng cảm của Diệp Vô Phong, ngay cả khi anh không còn là chỉ huy của Long môn, nhưng sức mạnh và bộ não của anh vẫn rất linh hoạt. Yêu tử gật đầu, "Yên tâm, anh đã yêu cầu tôi làm loại chuyện này, tôi đương nhiên sẽ làm tốt." Diệp Vô Phong đã đi đến thông đạo kia vào lúc này và sau đó quan sát yêu tử cài một quả bom khác trên xe chở dầu rất cẩn thận. Sau khi làm xong những việc này, anh ta đến bên cạnh Diệp Vô Phong, đi vào thông đạo. Trong nhà họ Nguyên, Sắc mặt của Nguyên Trần càng trở nên ảm đạm hơn khi nghe những gì thuộc hạ của mình báo cáo, ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tất cả những sát thủ mà ông ta cử ra đều đã bị giết sạch hoặc là bị dọa sợ hãi mà bỏ chạy. Loại chuyện này đơn giản là đánh thẳng vào mặt nhà họ Nguyên. Bọn họ nghĩ như thế nào chứ? Nghĩ rằng sau khi thoát khỏi đường hầm là có thể an toàn đi ra khỏi Liêu Tây ư? Đi, xử lý hết tất cả sát thủ đã chạy trốn. Nguyên Trần quay đầu nhìn Viên Thâm bên cạnh, Nguyên Tông Kiệt lĩnh mệnh trực tiếp rời khỏi nơi này, còn Nguyên Trần thì nghiến răng nghiến lợi, vẫn đang cân nhắc con nên để Diệp Vô Phong và Đường Hầm cùng nhau nổ tung hay không. Mặc dù loại chuyện này là tự hủy hoại bản thân, nhưng nếu công ty Hoa Cường và Cục Hồng Thuẫn có thể bị đẩy lùi, thì loại tự tổn hại này vẫn đáng giá. Xét cho cùng, Cục Hồng Thuẫn đại diện cho bên trên, nếu Cục Hồng Thuẫn rút lui, nghĩa là bên trên không còn nhắm vào nhà họ Nguyên nữa cho dù đường hầm này sẽ khiến cho hầu hết quản lý và doanh nhân ở Liêu Tây chịu trách nhiệm, điều đó cũng không thành vấn đề, chỉ cần nhà họ Nguyên vẫn ở đó, việc thiết lập lại loại mạng lưới này hoàn toàn không có vấn đề gì. Chương 602, cải trang thành phóng viên. Đó chỉ là vấn đề thời gian, ông ta tin rằng dù không thể khôi phục như bây giờ, nhưng nhất định sẽ không tệ. Và ông ta cũng tin rằng ứng cử viên mà ông ta đã chọn rất ưu tú, nhất định sẽ làm cho nhà họ Nguyên trở nên rực rỡ trở lại đúng lúc này một tên thủ hạ từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào hắn nhìn nguyên trần bằng ánh mắt kinh hãi nói với nguyên trần gia chủ bom trong đường hầm đã nổ rồi vẻ mặt của nguyên trần thay đổi sau khi nghe điều này ông ta nắm lấy tay thuộc hạ của mình chuyện gì hả tôi cũng không biết nhưng đó hoàn toàn là sự thật bây giờ toàn bộ phương tiện truyền thông ở liêu tây đã vào đường hầm đó thuộc hạ của ông ta hoảng sợ nói nguyên trần nhanh chóng phản ứng lại đập vào bàn một cái Diệp Vô Phong này muốn giết tao à? Ông ta ngồi sụp xuống ghế đầu, ông ta biết kết quả cuối cùng của loại chuyện này sẽ như thế nào, nhất định bên trên sẽ điều tra kỹ càng, cuối cùng vụ nổ sẽ rơi xuống đầu nhà họ Nguyên, nhà họ Nguyên nhất định sẽ bị tổn hại mạnh. Và tất cả những điều này là bởi vì Diệp Vô Phong đã sử dụng kế hoạch của mình để trốn thoát. Người này rốt cuộc là ai chứ? Tại sao có thể nghĩ ra cái này chứ? Nguyên Trần lúc này mới biết bọn họ đã thua trận này ông ta đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng vẫn thua Diệp vô phong. Những thuộc hạ xung quanh không biết phải làm sao, những thành viên khác của nhà họ Nguyên cũng cảm nhận được sự khủng hoảng trong gia tộc lúc này, đặc biệt vì bản thân họ là người nhà nên sẽ biết nhiều thông tin hơn những người thuộc hạ kia. Một số thành viên của nhà họ Nguyên biết về sự xuất hiện của Cục Hồng Thuẫn, và tất nhiên trong lòng họ rất hoảng loạn. Xét cho cùng, Cục Hồng Thuẫn đại diện cho những người đứng đầu, Cục Hồng Thuẫn ra tay với nhà họ Nguyên, Chẳng khác nào đại diện cho bên trên ra tay với bọn họ sao? Nguyên Trần xua tay và để tất cả thuộc hạ và người nhà của mình đi xuống, ông ta biết rằng trong trận chiến này hoàn toàn không cần phải làm bất cứ điều gì nữa. Sau khi đường hầm phát nổ, chuyện của Nguyên Đạt Tiêu chỉ là một vấn đề tầm thường. Diệp Vô Phong lúc này mới khoan thai ra khỏi một cái hang nhỏ cách đường hầm không xa, sau đó cười nói, thật sự không tệ, cái thông đạo thoát hiểm này đã giúp được chúng ta rồi. Yêu Tử gật gật đầu, không nói chuyện, lúc này sau khi ra khỏi đường hầm, bọn họ phát hiện xung quanh đường hầm có một số phóng viên, những phóng viên này liên tục đưa tin về vụ nổ đường hầm, khiến toàn bộ Liêu Tây, thậm chí là cả Liêu Đông, hoặc người đứng ở nơi xa hơn đều nhìn thấy. Đây đương nhiên là chuyện tốt đối với Diệp Vô Phong, chuyện này càng lớn càng không có lợi cho nhà họ Nguyên, cho dù không phải nhà họ Nguyên làm thì cũng sẽ trở thành do nhà họ Nguyên làm. Sức mạnh của dư luận thật sự rất đáng sợ diệp vô phong chỉ mỉm cười nhẹ đối với chuyện này sau đó vỗ vỗ vai yêu tử lần này cậu làm tốt lắm tôi sẽ nói với đường trảm các thành viên khác của đường trảm đã cùng nhau hỗ trợ rời khỏi đường hầm họ đang nằm cách đường hầm không xa và tắm nắng vụ nổ không ảnh hưởng gì đến họ vì họ đã bước ra khỏi đường hầm trước khi vụ nổ xảy ra diệp vô phong lúc này không có thời gian nghỉ ngơi mà là tiếp tục đi về phía trước sớm tìm được một chiếc xe bảo tài xế lái đến tòa án ngay khi Liễu Như và Đường trảm đến tòa án đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh, đương nhiên Liễu Như sẽ không gây náo động lớn như vậy, chủ yếu là Nguyên Đạt Tiêu, dù sao Nguyên Đạt Tiêu cũng là người của nhà họ Nguyên, anh ta cứ như vậy bó tay chịu trói trở thành bị cáo trên phiên tòa. Vốn dĩ, Nguyên Đạt Tiêu trong ấn tượng của mọi người rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ tình huống này khiến tất cả đều bị sốc, và họ không hiểu tại sao Nguyên Đạt Tiêu lại kinh sợ như thế. Các phóng viên lần lượt vây quanh Liễu Như và không ngừng hỏi về diễn biến vụ án, liễu như chưa gặp phải chuyện như vậy nên có chút bối rối. Đường chảm bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói với liễu như, cô đi phía sau tôi. Liễu như gật đầu, đường chảm liền đi về phía trước, cưỡng ép đi ra một con đường, sau khi liễu như đi qua con đường bị các phóng viên chặn lại, đường chảm quay đầu nhìn về phía tất cả các phóng viên, các người còn quan tâm đến chuyện của người khác à, các người có biết liễu như đang cảm thấy thế nào không? Các người đang vạch lại vết sẹo của người ta đấy. Tất cả các phóng viên đều im lặng, nhưng đúng lúc này một phóng viên bất ngờ rút dao và đâm về phía liễu như vẻ mặt của đường trảm thay đổi anh ta dùng chân đá văng người phóng viên sang một bên tức giận nói còn không chịu yên hả đã tới cửa tòa án rồi nhà họ nguyên các người quá kiêu ngạo rồi phải không người phóng viên này không ngờ rằng đường trảm vẫn có thể phán đoán nhanh như thế trong tình huống bất ngờ như vậy có thể dứt khoát ngăn cản khi anh ta ra tay tốc độ này không phải là quá nhanh nhưng anh ta cũng biết mình nên nói gì bây giờ tôi chỉ không thể chịu đựng được các người vu khống nguyên đạt tiêu dù ngày thường nguyên đạt tiêu có hơi thô lỗ nhưng anh ta chắc chắn không xấu xa như vậy các người nhất định là đang vu khống anh ta những phóng viên đó người thấy thông tin nóng hổi liền nhanh chóng phát tin phóng viên kia còn nói tôi không phải người nhà họ nguyên tôi chỉ là một phóng viên bình thường thôi anh ta lấy thẻ phóng viên ra có mấy người lên tiếng ủng hộ phóng viên này đường chạm cũng hiểu được phóng viên này là phóng viên thật nhưng chỉ là anh ta có quan hệ với nhà họ Nguyên thôi. Tuy nhiên, anh ta cần phải đưa ra một bằng chứng cho mọi người, anh ta nghĩ một chút, nhưng một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh ta và chĩa máy tính về phía các phóng viên. Ngại quá, tôi không nghĩ anh là một phóng viên bình thường. Nếu đó là thẻ ngân hàng của một phóng viên bình thường sẽ không có 200 vạn, và hơn 200 vạn này là do công ty của Nguyên Đạt Tiêu đã hối lộ cho anh. Hồng Á Phương cười nhạt. Đường chảm tò mò nhìn Hồng Á Phương, không ngờ lúc này lại có người đứng ra giúp đỡ anh ta lời nói của hồng á phương làm thay đổi sắc mặt của tên phóng viên nhưng anh ta nhanh chóng nói làm sao cô biết thẻ ngân hàng của tôi tất cả đều là bịa đặt tôi không có nhiều tiền như vậy nếu tôi có nhiều tiền như thế tôi vẫn sẽ là một phóng viên bình thường ư mọi người chợt nhận ra người này nói đúng hồng á phương cười nói yên tâm đi tôi biết anh sẽ không ăn giật của ai vì vậy tôi đã chuyển tất cả số tiền anh có cho hội chữ thập đỏ dù sao thì anh cũng nói rằng số tiền đó là giả mà. Người phóng viên lấm tấm mồ hôi lạnh trên chán, nhanh chóng đứng dậy xông tới trước mặt Hồng Á Phương, vừa định vô lấy Hồng Á Phương, đường chảm đã dùng một tay túm lấy cổ anh ta, rồi ném anh ta sang một bên. Hồng Á Phương khẽ mỉm cười, vậy hà cứ gì anh lại làm thế? Như vậy đi, nếu anh thừa nhận có quan hệ với nhà họ Nguyên, tôi sẽ chuyển ngược số tiền đó lại cho anh. Chương 603, thủ đoạn tàn nhẫn của nhà họ Nguyên. Tên phóng viên tròn xoe mắt, không tin Hồng Á Phương có thể làm được chuyện như vậy, nên tự hỏi tình huống hiển thị trên máy tính có phải là giả hay không. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, anh ta lấy ra xem thì thấy đó là thông tin chuyển khoản từ thẻ ngân hàng của anh ta. Sắc mặt anh ta thay đổi, nhìn thấy 200 vạn của mình đã chuyển đi hết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người, anh ta nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt như đưa đám nói, đây là việc nhà họ Nguyên nhờ tôi làm, xin lỗi, tôi bị quỷ ám thôi. Xin hãy bỏ qua cho tôi, trả 200 vạn lại cho tôi đi." Hồng Á Phương gật đầu, "Được rồi, nếu anh thành thật như vậy thì tôi sẽ trả 200 vạn lại cho anh." Ngay sau đó, phóng viên phát hiện 200 vạn đã về tài khoản, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức đã có hai cảnh sát xuất hiện trước mặt anh ta. "Không cần giải thích lời nào cho anh ta nghe, cứ trực tiếp đưa anh ta đi." Nhận tiền để giết người đã là một hành vi giết người, và tất nhiên không thể bị buông tha một cách dễ dàng như vậy. Hồng Á Phương mỉm cười nhìn đường chảm, đường chảm chỉ gật đầu với Hồng Á Phương, sau đó nói với Liễu Như, vụ kiện của cô cũng gần đến rồi, vào đi, sẽ có người giúp đỡ cô. Liễu Như gật gật đầu, vội vàng đi vào trong tòa án. Lúc này, trên một tòa nhà cao tầng cách đó không quá 500 mét, là tử đàn đang chĩa súng vào người bắn tỉa đang nằm dưới đất và dùng súng bắn tỉa nhắm vào tòa án. Tôi thực sự không ngờ nhà họ Nguyên lại có nhiều thủ đoạn như vậy, cái gì cũng có thể chơi được chuẩn bị một tay bắn tỉa và một sát thủ ở một nơi náo nhiệt như vậy thực sự là rất khó đề phòng mà la tử đàn tặc lưỡi hai lần lúc này tên sát thủ đã biết phía sau có người nhưng hắn không dám quay đầu lại vì hắn biết đối phương nhất định sẽ có súng trong tay chỉ là hắn không có di chuyển nhưng la tử đàn đã trực tiếp nổ súng vẫn nên giết thì an toàn hơn ngộ nhỡ hắn quay lại nhanh chóng giết chết mình vậy không phải mình sẽ bị thiệt sao la tử đàn cười nhẹ Bên trong tòa án, vẻ mặt của Nguyên Đạt Tiêu hơi mệt mỏi, anh ta vẫn luôn chờ nhà họ Nguyên đến giải cứu, nhưng anh ta phát hiện nhà họ Nguyên chưa từng xuất hiện, hiện tại phiên tòa đã bắt đầu, nếu chứng cứ xác thực, người nhà họ Nguyên lại không cứu, vậy thì anh ta sẽ phải ngồi tù hơn 10 năm. Tất nhiên anh ta không muốn điều đó. Thật tiếc là sau khi chứng thực sự xuất hiện của Liễu Như và Du Kinh Hồng giao đoạn video làm bằng chứng cho thẩm phán, phiên tòa này diễn ra còn nhanh hơn bình thường. Lúc này sau khi nghe Nguyên Đạt Tiêu bị xét xử, liễu như đã rơi nước mắt, mặc dù cô ta biết rằng mình cũng gặp nguy hiểm, ở Liêu Tây thì cô ta nhất định sẽ bị nhà họ Nguyên giết chết, nhưng chỉ cần Nguyên Đạt Tiêu có thể bị trừng phạt, thì cho dù có chết cô ta cũng cam lòng. Nguyên Đạt Tiêu hết sức cam phẫn và mắng liễu như, nhưng cuối cùng đã bị bốn cảnh sát đưa đi. Du Kinh Hồng đi đến bên cạnh liễu như, cười nói, thật ra, chúng tôi đã sắp xếp mọi việc bên phía cô rồi. Tôi biết bây giờ cô ở Liêu Tây rất nguy hiểm, cho nên chúng tôi đề nghị cô đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn, chờ chuyện nhà họ Nguyên kết thúc, chúng tôi sẽ đưa cô trở về. Liễu như bây giờ không có gì để suy nghĩ, vì vậy cô ta làm theo lời của Du Kinh Hồng và lựa chọn rời khỏi Liêu Tây. Du Kinh Hồng nhìn ra bên ngoài với nụ cười trên môi, chuyện này cuối cùng đã kết thúc, và tất cả những điều này sẽ trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến của họ với nhà họ Nguyên. Chỉ là cô ta biết rằng tất cả những điều này là không thể tránh khỏi, nếu đã chọn chiến đấu với nhà họ Nguyên, cô ta phải quyết tâm. Sau khi bước ra khỏi tòa án, Du Kinh Hồng nhìn rất nhiều phóng viên, cô ta biết mình phải nói điều gì đó, cô ta bước lên, các phóng viên vội vàng nhìn cô ta một cách tò mò. Du Kinh Hồng cho biết, kết quả của tòa án đã được đưa ra. Hành động của Nguyên Đạt Tiêu đã vi phạm pháp luật, đây là một hành động rất đáng ghê tởm. Do đó, Nguyên Đạt Tiêu đã bị tòa án kết án 13 năm tù và tước quyền chính trị suốt đời. Tất cả các phóng viên đều náo động, đây không phải là chuyện của riêng Nguyên Đạt Tiêu, mà là vấn đề của cả nhà họ Nguyên. Bọn họ đều biết nhà họ Nguyên hùng mạnh như thế nào, cho dù người nhà họ Nguyên có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ bị phán xét. Nhưng bây giờ điều gì đã xảy ra vậy? Một kẻ kiêu ngạo như Nguyên Đạt Tiêu sẽ bị nhốt ư? Hơn nữa nhà họ Nguyên không quan tâm chút nào ư? Diệp Vô Phong lúc này đã đến tòa án, thấy tòa xử án đã kết thúc. Xu Kinh Hồng dừng dưng đi tới gần anh, nhìn anh nói anh làm rất tốt, ngoại trừ chuyện anh vì tiện chủ trương làm, thì những chuyện khác đều hoàn hảo. Diệp vô phong chỉ nhún vai, bất kể như thế nào, kết cục tốt là được, và lần này, tôi muốn bên Lưu Trạch Hữu có thể giúp chúng tôi. Xu Kinh Hồng lắc đầu, anh nghĩ nhiều quá rồi, cho dù đường hầm bị nhà họ Nguyên ném bom, Lưu Trạch Hữu cũng không dám động đậy nếu không có mệnh lệnh từ phía trên phía trên hiển nhiên không muốn sử dụng sức mạnh của quân sự, nếu không họ đã không phái chúng ta đến đây. Diệp vô phong sau khi nghe lời này đột nhiên hiểu ra, nói cách khác hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi ư. Du Kinh Hồng gật đầu, về mặt lý thuyết thì là như vậy. Kiểu chăn nuôi thả rông này thực sự khiến tôi rất hứng thú đấy. Nếu thực sự không giúp ích được gì, thì tôi vẫn cần nghĩ cách nuốt chửng nhà họ Nguyên. Diệp vô phong dẫn Du Kinh Hồng và một nhóm người đi ra ngoài. Ngay sau đó một chiếc ô tô đã đưa họ đi. Về phần các phóng viên ở đây, đương nhiên không có cách nào ngăn cản, ai dám ngăn cản vào thời điểm như vậy chứ? Một đám của Diệp Vô Phong đã đưa Nguyên Đạt Tiêu ra xét xử. Sau khi trở về khách sạn, Diệp Vô Phong nằm trên giường trực tiếp ngủ thiếp đi cho đến ngày hôm sau, mặc dù tin tức về vụ nổ đường hầm và tin tức về việc Nguyên Đạt Tiêu bị giam đã bùng nổ, nhưng Diệp Vô Phong vẫn rất bình tĩnh. Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, anh phát hiện ra Phong Lệ Na đang tìm mình, anh nhi hoặc gọi lại và ngay sau đó đã chuyển đến tiếng khóc của Phong Lệ Na. Diệp Vô Phong nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Phong Lệ Na khóc và nói, "Diệp Vô Phong, bố tôi chết rồi, bị người ta giết." Diệp Vô Phong nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, "Tôi sẽ qua ngay." Anh lập tức biết ai đã làm loại chuyện này, nhưng hiện tại anh biết không phải lúc để gây rối với nhà họ Nguyên, điều anh muốn làm là ổn định tinh thần chiến sĩ vất vả lắm anh mới làm được tới cục diện này, cũng không thể suy sụp vì sự cố này được. Khi đến nhà Phong Lệ Na, Diệp Vô Phong nhìn thấy Phong Lệ Na và Lưu Hân Di đang ôm nhau khóc, trong khi cảnh sát đang điều tra. Cả A Mịch và Lâm Chí đều đang an ủi Phong Lệ Na, trong khi Chu Bách Hoa cau mày, xét về thủ đoạn giết người, thực lực của đối phương rất mạnh, và anh ta rất quen thuộc với phương thức giết người. Chỉ với một chiêu đã mất mạng, thậm chí còn khiến phổi của Phong Tử Nghĩa bị dập nát, Khiến ông ta không có cơ hội để kêu cứu. Lâm Chí hít sâu một hơi, kẻ giết người đó quá tàn nhẫn, phương thức của hắn cũng vô cùng tàn nhẫn. Chương 604, hội đấu giá. Chu Bách Hoa nói, đi dò hỏi xem Phong Tử Nghĩa có kẻ thù nào không. Tiêu Chí vội vàng chạy lên. Mặc dù Chu Bách Hoa đại khái có thể đoán được ai đang làm loại chuyện này, nhưng vẫn cần phải tuân theo quy trình. Mà nhà họ Nguyên dám giết Phong Tử Nghĩa thì chắc chắn bọn họ đã tìm được người chịu tội thay rồi cho dù thật sự tra ra được là do người nhà họ Nguyên, thì nhà họ Nguyên cũng nhất định sẽ để cho người chịu tội thay gánh chuyện này thôi. Vì vậy, nhà họ Nguyên sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện này, tất cả đều đã được nhà họ Nguyên lên kế hoạch. Diệp vô phong xuất hiện ở trước mặt phong lệ na, chỉ thấy phong lệ na đột nhiên phát điên, xông tới trước mặt Diệp vô phong, sau đó hít sâu một hơi, tức giận nói, đều tại anh, nếu không phải anh, bố tôi sẽ không chết. Phong Lệ Na biết Phong Tử Nghĩa chết là vì Liên Minh Kinh Doanh do Diệp Vô Phong thành lập, chỉ là cô ta không bao giờ ngờ được nhà họ Nguyên sẽ chỉ tay về phía Phong Tử Nghĩa. Cô ta nghĩ rằng cho dù nhà họ Nguyên biết về việc Diệp Vô Phong thành lập Liên Minh doanh nghiệp, cuối cùng họ sẽ chỉ có hành động chống lại Diệp Vô Phong mà thôi. Nhưng nhà họ Nguyên không có bất kỳ đe dọa gì mà đã ra tay với bọn họ ư? Kể từ sau sự cố ở khách sạn Cana, bọn họ hết sức e dè, hoàn toàn không có kế hoạch chống lại nhà họ Nguyên. Phong Lệ Na suýt chút nữa đã đấm cho Diệp Vô Phong một cú, nước mắt không ngừng rơi trên mặt, tất cả những điều này khiến bầu không khí của trong sân nhỏ bị đè nén đến cực điểm. Bạch Nhạn Phi lúc này cũng đã tới bên trong sân, thấy mọi chuyện diễn biến như thế này, cô ấy nhanh chóng ôm lấy Phong Lệ Na, cô ấy cũng biết Phong tử nghĩa chết dưới tay nhà họ Nguyên quả thực có liên quan đến hội thương mại của Diệp Vô Phong. Chỉ là cô ấy cũng biết rằng tất cả chuyện này chỉ là ngoài ý muốn và mục đích thành lập hội thương mại này của Diệp Vô Phong không phải để đối đầu trực diện với nhà họ Nguyên. Chỉ là sau khi giết nhà họ Nguyên sau này thì có thể nuốt chừng một ít đồ của nhà họ Nguyên, không ngờ nhà họ Nguyên lại chỉ ra mâu thuẫn với hội thương mại này trước. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nhìn Phong Lệ Na, cô yên tâm, nhà họ Nguyên nợ cô và tôi cái gì, tôi sẽ bắt họ trả lại hết tất cả. Diệp Vô Phong nói xong liền xoay người bước ra ngoài, Phong Lệ Na lúc này cũng không quan tâm anh sẽ đi đâu, cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, đưa mẹ đi khỏi nơi thị phi này. Lúc này, Hoa Vũ người phụ trách phát triển thị trường, đã gọi điện cho Diệp Vô Phong và bảo Diệp Vô Phong trực tiếp thay đổi địa điểm mà anh định đến. Chủ tịch Diệp, chúng tôi đã xin được giấy phép đấu giá đất ở Liêu Tây. Hiện giờ chúng tôi đang ở tòa nhà Hạo Thiên, nếu có thời gian thì anh có thể đến đây một chuyến. Tôi nghe nói người của nhà họ Nguyên nhất định muốn giành được mảnh đất này diệp vô phong có chút kinh ngạc trước lời nói của hoa vũ anh hỏi ý của anh là người của nhà họ nguyên đang ở trong tòa nhà hạo thiên đó hoa vũ gật đầu đúng vậy người tới lần này hình như là nguyên trần của nhà họ nguyên điều này đủ để chứng minh vùng đất phía liêu tây này quan trọng như thế nào diệp vô phong cười cười đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối mà tôi còn tưởng phải đột nhập vào nhà họ nguyên xem ra hiện tại không cần nữa rồi diệp vô phong nói xong liền đi ra ngoài anh biết mình phải làm gì bây giờ, lần này anh muốn cho nguyên Trần khi anh ra tay nghiêm túc thì sẽ như thế nào. Mong rằng họ không hối hận khi làm những điều này. Tầng giữa của tòa nhà Hạo Thiên, lúc này toàn bộ đại sảnh đều đã bị phong tỏa, bởi vì những người có thể vào đều là người giàu có hoặc phú quý, cho nên an toàn của họ phải được đảm bảo, nếu không sẽ có một tên xã hội đen đến giết bọn họ, toàn bộ nền kinh tế Liêu Tây sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hoa Vũ đang đợi ở cửa của tòa nhà Hạo Thiên khi nhìn thấy Diệp Vô Phong đang chậm rãi đi về phía bên này, anh ta lập tức chạy lên, chán đầy mồ hôi. Chủ tịch Diệp, cuối cùng anh cũng tới rồi. Diệp Vô Phong có chút tò mò, sao anh lại căng thẳng như vậy? Không phải chỉ là một hội đấu giá thôi sao? Hoa Vũ hít sâu một hơi, vừa rồi tôi đã tiếp xúc với Nguyên Trần. Hình như ông ta biết chúng ta đến từ công ty Hoa Cường, cho nên vừa rồi. Diệp vô phong cười, có thể điều tra ra chuyện này thì cũng tương đối đơn giản dù sao thì nhà họ nguyên ở liêu tây có thể coi như một tay che trời cho dù là quan chức cũng phải nể mặt nhà họ nguyên có thể điều tra ra thân phận của các anh không phải là rất bình thường sao hoa vũ nghiến răng tôi cũng biết thế nhưng những gì ông ta nói vừa rồi mang tính uy hiếp rất lớn nghĩa là nếu chúng ta tiếp tục ở chỗ này chúng ta sẽ chết nụ cười của diệp vô phong dần dần nguội lạnh thật sao vậy thì phải xem cuối cùng là ai chết khi công ty hoa cường ở liêu đông rất nhiều người cho rằng công ty Hoa Cường sẽ chết dưới tay Âu Dương Lôi, nhưng kết quả cuối cùng là gì? Hoa Vũ gật đầu, biết thực lực của công ty Hoa Cường nên nhanh chóng lấy vé vào cửa, cùng Diệp Vô Phong bước lên. Lần này, chỉ có Hoa Vũ đến, vì những người khác vẫn đang sắp xếp thành lập trụ sở công ty Hoa Cường tại thị trường Liêu Tây. Đến lúc đó, khi công ty Hoa Cường thật sự tới nơi này, lập tức có thể chiếm thị trường Liêu Tây, hoàn toàn có thể chiếm thị trường phía Liêu Tây trong thời gian ngắn nhất. Sau khi vào địa điểm đấu giá, Diệp Vô Phong liền nhìn thấy Nguyên Trần đang ngồi ở phía trước, hai bên Nguyên Trần có vệ sĩ, một người là Tống Thanh Vân, một người là cường giả mà Diệp Vô Phong chưa từng gặp. Diệp Vô Phong biết Tống Thanh Vân đang ở cảnh giới chiến thần, nhưng nếu từ khí thức mà cảm nhận được, thực lực của người kia cũng không phải là ở cảnh giới chiến thần. Theo như những gì đường chảm nói, sống chết của tư đồ Phong Lũng chưa biết, nhưng cho dù anh ta còn sống ở thế giới này, cũng tuyệt đối không có cách nào trở về cảnh giới trước đây, bởi vì sau trận chiến với đường chảm, trong lòng tư đồ phong đã có bóng ma, bóng ma tâm lý này có thể khiến thực lực của tư đồ phong thụt lùi, thậm chí trở lại cảnh giới tông sư. Diệp vô phong chống cằm, từ từ đứng lên khỏi vị trí, sau đó đi về phía trước. Lúc này, cuộc đấu giá sắp bắt đầu, mọi người đã vào chỗ ngồi, cho nên hành vi của Diệp vô phong chắc chắn thu hút sự chú ý của một số người. Chu Tinh lúc này đang ngồi ở bên kia, Sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống sau khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, không ngờ Diệp Vô Phong lại tới nơi này. Ông ta luôn biết về việc đắc tội nhà họ Nguyên, nhưng ông ta không hề biết về tình hình hiện tại của nhà họ Nguyên, bao gồm cả chuyện đường hầm và các trận chiến khác giữa Diệp Vô Phong và nhà họ Nguyên. Dù sao loại chuyện này, không phải các bên liên quan thì sẽ không biết được. Nhà họ Nguyên cũng không thể nói cho những người như Chu Tinh về chuyện thất bại của mình, Diệp Vô Phong lại càng không chương 605, địa vị ngang nhau. Cho nên Chu Tinh chỉ biết nhà họ Nguyên hình như chưa bao giờ xuất thủ với Diệp Vô Phong, lại không biết rằng thật ra Diệp Vô Phong và nhà họ Nguyên đã dương cung bạt kiếm rồi. Ông ta cười khẩy nhìn Diệp Vô Phong, như thể đang nhìn một tên hề. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt của ông ta trở nên sững sờ, bởi vì Diệp Vô Phong đã tới trước mặt Nguyên Trần, nheo mắt cười. Tất cả mọi người đều rất sửng sốt, họ không biết Diệp Vô Phong muốn làm gì, phải biết rằng bây giờ cuộc đấu giá sắp bắt đầu, cho dù là muốn nịnh bợ thì cũng không phải lúc này chứ. Điều này sẽ chỉ làm cho Nguyên Trần thêm khó chịu chán ghét thôi. Lúc này, toàn trường đều yên lặng, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Vô Phong. Nguyên Trần bày ra sắc mặt ảm đạm, không nghĩ tới Diệp Vô Phong lại dám một mình xuất hiện ở trước mặt ông ta, ông ta chống nặng, mím môi không nói gì. Diệp Vô Phong cười nói, tôi nghĩ ông hẳn là biết vì sao tôi tới tìm ông nhỉ lão phu thật sự không biết tiểu bằng hữu biết tôi sao nguyên trần lãnh đạm nói đương nhiên là biết ai mà không biết lão bất tử của nhà họ nguyên chứ nhưng ông không biết tôi làm cho tôi thấy hơi khó hiểu đấy dù sao chúng ta đã đánh nhau rất nhiều lần như vậy thế mà ông lại không biết tôi có phải là mờ mắt đầu óc hồ đồ rồi không diệp vô phong chỉ cười nói các doanh nhân khác đều ngạc nhiên thậm chí một số doanh nhân còn đổ mồ hôi chán vì họ biết điều gì sẽ xảy ra nếu nhà họ Nguyên nổi giận. Bây giờ bọn họ hoàn toàn không dám nói, hít một hơi cũng không dám. Dù sao thì nhà họ Nguyên kiểm soát số phận của họ, nếu như chọc cho người nhà họ Nguyên tức giận và không hài lòng, nhà họ Nguyên có thể giết họ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Để họ phá sản là một vấn đề rất đơn giản đối với nhà họ Nguyên. Chỉ là bọn họ hoàn toàn không biết Diệp Vô Phong có thân phận gì, tại sao anh lại táo tợn dám lớn tiếng trước mặt Nguyên Trần như vậy? Chờ một chút, tôi đoán tên nhóc này sắp bị giết rồi. Tuy rằng giết người trong buổi đấu giá rất xui xẻo, nhưng nhà họ Nguyên sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Tính tình của ông cụ Nguyên cũng không tốt lắm, tôi đoán một lát nữa sẽ ra tay thôi. Trong lúc nhất thời, các doanh nhân bắt đầu nhao nhao bàn tán, đương nhiên họ không mấy coi trọng Diệp Vô Phong, hầu hết mọi người đều cảm thấy rằng Diệp Vô Phong sẽ bị giết bởi hai vệ sĩ bên cạnh Nguyên Trần. Hơn nữa họ đều biết những vệ sĩ xung quanh Nguyên Trần hùng mạnh như thế nào. Nguyên Trần lúc này mới nhìn Diệp Vô Phong một cách bình tĩnh, Diệp Vô Phong cũng không định trở về chỗ ngồi như thế này. Tống Thanh Vân và Lâm Thiên đều cau mày, chậm rãi bao quanh Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhìn Nguyên Trần cười nói, "Để tôi nói cho ông biết, Tư Đồ Phong ở bên cạnh ông đã thua rồi, ông nhất định để cho Tống Thanh Vân đánh với tôi, nếu ông ta cũng thua, như vậy thì không còn người nào có thể dùng bên cạnh ông nữa." Nguyên Trần lúc này mới mím môi, sau đó phất tay, trên mặt mang theo nụ cười, thật không ngờ tên nhóc cậu lại có năng lực như vậy, tôi thừa nhận cậu quả thật có chút tài năng, nhưng cậu cho rằng quyền cước có thể chống đối lại nhà họ Nguyên sao? Diệp Vô Phong lắc đầu, đương nhiên không phải, tôi cũng không nói dùng nắm đấm để hạ gục nhà họ Nguyên của ông. Ông vẫn luôn đánh giá thấp tôi rồi, ông đã quên thân phận của tôi ở công ty Hoa Cường sao? Nguyên Trần chế nhạo, vậy thì tôi đây muốn biết công ty Hoa Cường của cậu dựa vào cái gì để cạnh tranh với nhà họ Nguyên của chúng tôi. Ở phía Liêu Tây, việc kinh doanh của nhà họ Nguyên không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Diệp Vô Phong gãi gãi đầu, rất ngượng ngùng nói, tôi cũng biết, nhưng ông hẳn là đã hiểu lầm thực lực của công ty Hoa Cường chúng tôi rồi. Sự lớn mạnh của chúng tôi không phụ thuộc vào quy định khu vực. Cho dù ở Liêu Tây, công ty Hoa Cường vẫn có thể khiến cho nhà họ Nguyên thất thủ thôi. Sau khi Diệp Vô Phong nói xong, các doanh nhân xung quanh đều náo động, lúc này mọi người mới hiểu được thân phận của Diệp Vô Phong là gì. Đây là người của công ty Hoa Cường, có nghĩa là công ty Hoa Cường ở Liêu Đông thực sự sẽ ra tay với Liêu Tây, sau khi chiếm Liêu Đông, cuối cùng người ta cũng nghĩ đến việc ra tay với Liêu Tây. Nhưng lúc này mới bao lâu chứ? Đối với các công ty khác, tuyệt đối không thể mở rộng ra hai tỉnh trong thời gian ngắn như vậy. Hạn chế ở đây thực sự là quá lớn và hoàn toàn không thể đạt được, bởi vì mở rộng cần rất nhiều kinh phí, hiện tại công ty Hoa Cường đã dồn toàn bộ kinh phí vào Liêu Đông, làm sao có nguồn vốn dư thừa để chảy vào Liêu Tây chứ? Chỉ là bọn họ không biết Diệp Vô Phong là của công ty Hoa Cường, bây giờ nghe Diệp Vô Phong nói những điều như vậy, ai nấy đều kinh ngạc. Và một số người đã ngửi thấy mùi chiến tranh, đây là Hoa Cường muốn đối đầu với nhà họ Nguyên. Tuy nhiên, nhà họ Nguyên mới là người kiểm soát Liêu Tây. Công ty Hoa Cường chỉ là một doanh nghiệp mới từ Lưu Đông tiến vào Lưu Tây. Cho dù công ty Hoa Cường có quyền lực đến đâu thì các quan chức ở Lưu Tây hiện nay đều đứng về phía nhà họ Nguyên. Công ty Hoa Cường ở Lưu Tây không có bất kỳ lợi thế nào. Tất cả họ đều biết điều này. Do đó, họ cũng không có nhiều lạc quan về trận chiến giữa công ty Hoa Cường và nhà họ Nguyên. Trong suy nghĩ của bọn họ, công ty Hoa Cường tuyệt đối không thể đánh bại nhà họ Nguyên diệp vô phong thản nhiên kéo một chiếc ghế đầu qua rồi vẫy tay với hoa vũ bản thân hoa vũ cũng rất sốc trước hành vi của diệp vô phong khi thấy diệp vô phong vẫy tay với mình anh ta thấy tất cả các doanh nhân đều đang nhìn mình đột nhiên hơi lo lắng mặc dù là đội trưởng đội giải quyết khó khăn của công ty hoa cường nhưng thực ra anh ta đều điều hành công việc ở hậu trường suốt thời gian qua vì vậy anh ta không có chút kinh nghiệm nào khi đối mặt với trường hợp này nhưng diệp vô phong gọi anh ta anh ta vẫn sẽ đi tới ngay lập tức diệp vô phong vỗ vào ghế bên cạnh nói ngồi chỗ này đi phía sau không thể nhìn rõ người gõ búa đấu giá xinh đẹp lúc này một đấu giá viên tóc vàng vừa bước lên sân khấu cô ta rất vui vẻ bởi vì số tiền đấu giá lần này hẳn là sẽ đạt được số tiền rất cao đương nhiên đây là điều rất vinh dự cho nghề nghiệp của cô ta chỉ là khi nhìn thấy diệp vô phong ngồi bên cạnh nguyên trần cô ta kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra phải biết rằng khi họ sắp xếp chỗ ngồi Nguyên Trần đang ngồi ở vị trí tốt nhất và hoàn toàn không có ai ở cùng một hàng. Nhưng mấy vị trí bỗng nhiên xuất hiện này là gì? Vừa rồi cô ta đang suy nghĩ xem Nguyên Trần sẽ trả bao nhiêu để tranh giành mảnh đất này, hơn nữa cô ta biết rằng chỉ cần Nguyên Trần lên tiếng thì cuộc đấu giá sẽ kết thúc. Bởi vì không ai dám ra giá với Nguyên Trần. Cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này, nhưng cuộc đấu giá vẫn sẽ phải diễn ra. Cuộc đấu giá này thực ra chỉ là đấu giá một mảnh đất ngoài ra không có vật phẩm đấu giá nào khác, nhưng mảnh đất này cũng đủ để hỗ trợ toàn bộ cuộc đấu giá. Audio điện tử võ tấn bền chương 606, lỗ vốn Giá khởi điểm là 3 tỷ, nhưng thực tế giá trị của khu đất này là 30 tỷ, mức chênh lệch này đủ khiến các doanh nhân phải hết giá. Nếu không có nguyên trần, những doanh nhân này chắc chắn muốn có được mảnh đất này, dù sao bọn họ đều biết mảnh đất này trị giá bao nhiêu. Đây là dấu hiệu cho thấy sự mở rộng và phát triển của tỉnh Liêu Tây trong tương lai, mảnh đất đó chính là tâm điểm mở rộng, đồng nghĩa với việc mảnh đất này sẽ trở thành trung tâm thương mại trong tương lai. Hoa Vũ lúc này rất căng thẳng ngồi bên cạnh Diệp Vô Phong, đặc biệt biết rằng bên cạnh anh ta là Nguyên Trần, người đứng đầu nhà họ Nguyên, một ông lớn kiểm soát huyết mạch kinh tế của Liêu Tây. Một nhân vật lớn như vậy bây giờ đang ngồi cùng hàng ghế với anh ta. Tất nhiên, điều này khiến anh ta vừa căng thẳng vừa thú vị. Cuộc đấu giá bắt đầu và các doanh nhân bắt đầu trả giá, và 3 tỷ nhanh chóng tăng lên 7 tỷ. Tuy nhiên, các doanh nhân vẫn tiếp tục trả giá, đột nhiên tăng vọt lên 15 tỷ nhân dân tệ, lúc này người ra giá bắt đầu chậm lại, nhưng vẫn có người tiếp tục ra giá. Dù sao thì bọn họ đều biết giá trị của khu đất này là 30 tỷ NDT, cho dù có đưa ra hơn 20 tỷ NDT thì cũng nhất định là một món hời. Chỉ là có rất nhiều doanh nhân đang theo dõi Nguyên Trần và Diệp Vô Phong, nếu Diệp Vô Phong không ngồi bên cạnh Nguyên Trần vào lúc này, họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng một thanh niên lại dám ngồi ngang hàng với Nguyên Trần. Nguyên Trần hờ hững liếc nhìn Diệp Vô Phong, sau đó bắt đầu dơ tấm biển trong tay lên, mỗi lần nâng tấm biển lên, nó biểu thị giá thầu 5.000 vạn. Khi Nguyên Trần ra giá, các doanh nhân trong toàn bộ hội trường đấu giá đã ngừng đấu giá, đây là giá trong lòng Nguyên Trần, nếu ai gọi lên cao hơn nữa, thì người đó sẽ gặp khó khăn với nhà họ Nguyên. Tại loại đấu giá này, những doanh nhân này rõ ràng chỉ là một bệ đỡ, bọn họ chỉ là ở đây cho qua cảnh, cho dù là lướt qua thì bọn họ cũng rất vui lòng, dù sao thì Nguyên Trần không thể không nhớ tới bọn họ, nhưng cũng sẽ nhớ tới thiện ý của họ trong buổi đấu giá. Vì vậy, bây giờ tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ cuộc đấu giá này. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng Nguyên Trần sẽ lấy được mảnh đất này, thì Diệp Vô Phong đã dơ tấm biển lên. Tất cả mọi người cả kinh, cái này rõ ràng là chống lại Nguyên Trần, Thật sự không sợ nhà họ Nguyên sẽ giết anh sao?" Chu Tinh chỉ cười khẩy, "Tuy rằng tôi không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để ngồi ngang hàng với Nguyên Trần, nhưng kết quả cuối cùng của cậu là sẽ chết rất thảm hại, cậu cho rằng mình có thể làm anh hùng ở nơi này sao?" Ông ta đã dự đoán rằng Diệp Vô Phong cuối cùng sẽ bị giết bởi vệ sĩ của nhà họ Nguyên. Chỉ là Nguyên Trần chỉ hờ hững liếc nhìn Diệp Vô Phong, sau đó giơ tấm thẻ lên. Mà khi ông ta nâng thẻ, Diệp Vô Phong cũng nâng thẻ nhất thời hai người bắt đầu liên tục nâng giá đất. Lúc này, người đấu giá trên sân khấu đã lấm tấm mồ hôi trên trán, khuôn mặt xinh đẹp cũng không còn giữ được bình tĩnh, bởi vì cô ta biết bây giờ Diệp Vô Phong đang đấu tranh với Nguyên Trần, bây giờ, không cần biết mảnh đất này bán cho ai hay bán bao nhiêu tiền, anh cũng đã xúc phạm đến nhà họ Nguyên rồi. Ngay từ đầu cô ta đã không muốn làm việc này, cô ta nghĩ đó là một công việc tốt, nhưng đến bây giờ cô ta mới nhận ra rằng đó là một công việc tự đi tìm đường chết. Diệp Vô Phong lúc này hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội thả búa, tấm thẻ được nâng lên nhanh chóng, giá đã lên tới 37 tỷ, hiện tại giá trị của mảnh đất này đã thấp hơn giá mà bọn họ đưa ra, không cần biết bây giờ ai lấy được mảnh đất, tất cả đều lỗ vốn thôi. Trừ khi có thể kinh doanh rất tốt, nhưng đó là tình hình giai đoạn sau, xem ra giai đoạn đầu chắc chắn sẽ thua lỗ, phải biết mảnh đất này chỉ là đất hoang, sẽ mất rất nhiều vốn đổ vào để xây dựng mảnh đất này chỉ có nhà họ Nguyên mới có số vốn như vậy để tiếp quản. Giá khu đất này đã lên tới 37 tỷ, nếu giao cho ông thì ông sẽ lỗ đúng không?" Diệp Vô Phong cười nói. Nguyên Trần cười một cách lãnh đạm, "Đúng vậy, tôi biết là lỗ, nhưng dù có lỗ, tôi cũng không thể để công ty Hoa Cường chiếm lấy mảnh đất này. Nếu không có mảnh đất này, tôi sẽ xem công ty Hoa Cường của cậu đi tiến vào Liêu Tây như thế nào." Diệp Vô Phong nhún vai, "Ông lầm rồi." Công ty Hoa Cường không cần dựa vào mảnh đất này để tiến vào Liêu Tây, mà tôi chỉ muốn xem nhà họ Nguyên của ông làm ăn thua lỗ hay không thôi. Vẻ mặt Nguyên trấn trở nên ảm đạm, lúc này cũng đoán được ý tứ của Diệp Vô Phong, dù sao giá cả sẽ tiếp tục lên cao, còn tùy thuộc vào việc nhà họ Nguyên có thể chấp nhận một thương vụ như vậy hay không, hiện tại giá trị của mảnh đất này đã vượt quá 7 tỷ. Trong trường hợp này, cho dù có lấy được mảnh đất cũng chưa chắc có thể kiếm được tiền. Tuy nhiên, nhà họ Nguyên thường kinh doanh không có lãi, nhưng chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Lúc này Nguyên Trần nhìn thấy bộ dạng của Diệp Vô Phong liền biết Diệp Vô Phong sẽ không dễ dàng buông tha cho mảnh đất này. Đây là có ý định tiếp tục tăng giá. Nguyên Trần mím môi tiếp tục bước đi theo nhịp điệu của Diệp Vô Phong, lúc này Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười, bất kể như thế nào, anh ấy cứ bám giết không buông. Tất cả điều này có vẻ rất buồn cười, toàn bộ phòng đấu giá chỉ có Diệp Vô Phong và Nguyên Trần liên tục dơ bảng hiệu của họ, và người bán đấu giá lúc này đã báo giá muốn tê liệt luôn rồi. Bởi vì giá của khu đất này đã lên tới 43 tỷ nhân dân tệ, tức là đã vượt qua một phần ba giá trị của khu đất này. Nhưng giá cả vẫn đang tăng lên, mọi người có thể nhìn ra lúc này Nguyên Chân và Diệp Vô Phong đang tranh đấu kịch liệt, không ai nhường ai. Người bán đấu giá lúc này cũng toát mồ hôi lạnh, cô ta cũng biết chuyện này đã vượt quá dự tính của mình, hiện tại giá này nhất định là cao nhất trong sự nghiệp đấu giá của cô ta hơn 40 tỷ, mức giá đủ để gây xôn xao khắp Trung Quốc. Nguyên Trần hít sâu một hơi, lãnh đạm nhìn Diệp Vô Phong, nếu cậu đã coi trọng mảnh đất này như thế, vậy thì tôi sẽ cho cậu 45 tỷ nhân dân tệ, nhưng tôi muốn nhìn xem công ty Hoa Cường sẽ xử lý khu đất này như thế nào, nó chỉ là một mảnh đất thương mại, không biết một trung tâm thương mại thu hồi được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng không quá 40 tỷ. Diệp Vô Phong chỉ nhún vai, đương nhiên anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn chọc tức Nguyên Trần. Còn có một số chuyện muốn cùng Nguyên Trần thảo luận. Cuộc đấu giá chỉ là một dịp tốt để gặp gỡ, anh hoàn toàn không nghĩ nhiều. Hơn nữa với sự giúp đỡ của Cục Hồng Thuẫn, việc kiếm tiền rất đơn giản, Cục Hồng Thuẫn đại diện cho chính phủ Trung Quốc và quan chức của Liêu Tây đương nhiên sẽ đi theo Cục Hồng Thuẫn làm việc. Chương 607, vợ đến. Có chính chủ bật đèn xanh, miếng đất này dù có bao nhiêu tiền cũng không mất tiền oan chỉ là Nguyên Trần không biết rằng công ty Hoa Cường bây giờ là liên doanh với cục Hồng Thuẫn. Nguyên Trần chậm rãi đứng lên, vì đấu giá đã kết thúc, đương nhiên ông ta sẽ trở về nhà của mình, nhưng lúc này, Diệp Vô Phong lại nở nụ cười trên mặt. Nguyên Trần, tôi có nói cho ông đi rồi sao? Diệp Vô Phong liếc nhìn Nguyên Trần. Nguyên Trần nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Phong, tự hỏi Diệp Vô Phong còn muốn dở trò gì nữa? Cậu muốn gì? Định giết tôi ở nơi này à? Nguyên Trần thờ ơ hỏi. Diệp Vô Phong lắc đầu, đương nhiên không phải, tôi là người nghiêm túc, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng có một số chuyện tôi hy vọng ông biết, tôi sẽ không dễ dàng quên đi chuyện của Phong Tử Nghĩa đâu, ông đã làm gì thì cứ ngẫm lại đi, nợ máu trả bằng máu. Nguyên Trần chống gậy gõ xuống đất, lạnh lùng nói, đã như vậy thì tôi muốn biết cậu muốn làm gì. Lúc này Diệp Vô Phong mới nhường chỗ cho Nguyên Trần, nhưng khi Lâm Thiên đi qua bên cạnh Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong bất ngờ ra tay. Lần này, Diệp Vô Phong nén giận xuất thủ, một quyền đấm vào tim, Lâm Thiên chỉ là một cao thủ ở cảnh giới tông sư, khi cảm nhận được đòn tấn công của Diệp Vô Phong, hắn chỉ có thể chặn hai cánh tay trước mặt, nhưng vô ích, toàn thân bị sức mạnh cường đại đánh bay. Lâm Thiên đụng phải nhiều băng ghế, khi ngã xuống đất, một ngụm máu phun ra, hai cánh tay cũng bị gãy. Diệp Vô Phong thờ ơ nhìn Nguyên Trần, nhưng Nguyên Trần không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Tống Thanh Vân lạnh lùng nhìn Diệp Vô Phong, hắn cũng muốn biết thực lực của Diệp Vô Phong, nhưng hiện tại Nguyên Trấn đang đi phía trước, hắn không thể ở lại ra tay với Diệp Vô Phong được. Vì vậy, cuối cùng, buổi đấu giá kết thúc với việc Nguyên Trần để lại một vệ sĩ. Diệp Vô Phong nhún vai, người bán đấu giá đi tới trước mặt Diệp Vô Phong cười nói, thưa ngài, vì ngài đã đấu giá khu đất của chúng tôi rồi, mời ngài đến bên này để kết toán với chúng tôi. Diệp vô phong sờ sờ cái mũi, ngại quá, trên người tôi không có nhiều tiền như vậy. Người bán đấu giá ngạc nhiên nhìn Diệp vô phong, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, không thành vấn đề, chỉ cần nhờ người của công ty anh chuyển khoản qua là được rồi. Diệp vô phong nhìn hoa vũ, nhưng hoa vũ bày ra vẻ mặt buồn khổ, chủ tịch Diệp, tổng giám đốc lâm đã nói, mảnh đất này nhiều nhất sẽ cho tôi 30 tỷ, bây giờ lại mất thêm 15 tỷ, tôi không có cách nào bổ sung vào chỗ thiếu hụt này cả diệp vô phong có chút bất lực anh lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy dù sao anh cũng chỉ muốn giết chết huy phong của nguyên trần hiện tại chuyện này đã kết thúc anh lại hơi đau đầu lúc này một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh rất nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh sau đó ấm áp nói muốn tiền sao không tìm vợ trên mặt diệp vô phong lộ ra vẻ kinh ngạc anh ôm lấy cốt lâm thư âm vợ em muốn giết anh à xung quanh có rất nhiều doanh nhân đều chưa rời đi lúc này nhìn thấy bộ dạng của lâm thư âm tất cả đều là kinh ngạc một người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm sao có thể tìm được ở liêu tây chứ vận khí của diệp vô phong tốt quá rồi đấy có thể có một người vợ xinh đẹp như vậy và có vẻ như người vợ này rất giàu có hoa vũ rất kích động hét lên tổng giám đốc lâm rốt cuộc cô cũng tới rồi tôi chỉ có thể phiền cô giải quyết chuyện ở đây thôi lâm thư âm cười nói tôi biết mặc dù giá cả của mảnh đất đã vượt qua giá trị vốn có của nó nhưng chỉ cần chồng tôi vui tôi sẵn sàng đưa nhiều tiền hơn nữa diệp vô phong nghe vậy rất vui mừng nhanh chóng nói vợ anh yêu anh nhất lâm thư âm nắm lấy cánh tay diệp vô phong đến chỗ bán đấu giá bật máy tính lên sau khi ký hợp đồng thì trực tiếp đưa tiền tài khoản của lâm thư âm được liên kết với tài khoản của hoa cường vì vậy lâm thư âm mới có nhiều tiền như vậy khi khu đất đã được lấy các doanh nhân xung quanh đều bàng hoàng họ thực sự không ngờ rằng công ty Hoa Cường lại có nhiều vốn như vậy. Số tiền hàng chục tỷ này chắc chắn khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ tạm thời có một số tiền lớn như vậy thì cơ bản là đến ngân hàng vay, dù sao thì theo như lời Hoa Vũ nói, lúc đầu công ty Hoa Cường chỉ chuẩn bị 30 tỷ để vào liêu Tây. Bây giờ có thêm 15 tỷ NDT vẫn có thể chịu đựng được, hơn nữa lại trông thoải mái như vậy khiến không ít doanh nhân sôi sục trong lòng xem ra thực lực của công ty hoa cương này mạnh hơn rất nhiều so với bọn họ tưởng tượng chống lại nhà họ nguyên cũng chưa chắc đã bị đánh bại hoàn toàn có thể khiến nhà họ nguyên bị thương cũng không chừng nếu nhà họ nguyên bị thương bọn họ có thể cũng lấy lại được thứ gì đó đây là điều họ muốn nhất giao tiền xong diệp vô phong đưa lâm thư âm ra khỏi hội đấu giá khi lên xe diệp vô phong vẫy tay với hoa vũ đến lúc đó anh đi mua luôn mấy mảnh đất xung quanh đi hoa vũ có chút khó hiểu nhưng là loại chuyện này không được chính phủ cho phép. Anh cũng biết đấy, nếu chính phủ không cho, chúng ta cũng không có tư cách khai phá phát triển." Diệp Vô Phong cười nói, "Chuyện này anh không cần lo lắng, cứ việc làm đi, chuyện còn lại giao cho tôi giải quyết." Hoa Vũ nghe lời này xong liền gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Diệp Vô Phong ôm lấy Lâm Thư Âm, "Anh nhớ em muốn chết, em ở Liêu Đông đã giải quyết xong mọi chuyện, muốn đến Liêu Tây à?" Lâm Thư Âm gật đầu, mọi thứ ở Liêu Đông đã ổn định và chính phủ đã bật đèn xanh cho chúng ta, vì vậy hiện tại sự phát triển của Hoa Cường ở Liêu Đông đã vượt quá mong đợi, chúng ta sẽ sớm đạt được kết quả như mong muốn. Diệp Vô Phong cười nói, có nghĩa là em không cần phải rời đi, sẽ ở bên cạnh anh rồi đúng không? Lâm Thư Âm ngượng ngùng gật đầu, Diệp Vô Phong yêu cầu tài xế đưa đến phòng kinh doanh nhà đất, vì Lâm Thư Âm đã đến rồi, đương nhiên anh sẽ không chọn tiếp tục sống trong khách sạn. Mặc dù môi trường của khách sạn không tệ, nhưng nó thiếu cảm giác như ở nhà. Sau khi Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đến phòng kinh doanh nhà đất, nhân viên bán hàng đã giới thiệu Diệp Vô Phong một số căn hộ ở tiểu khu bình thường. Những cuộc mua bán này rất dễ thấy, căn nhà được giới thiệu là hoàn toàn dựa vào người mua, nhìn Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm, nhân viên cảm thấy Lâm Thu Phong và Diệp Vô Phong chỉ là gia đình tiểu tư sản, cho nên căn nhà được giới thiệu đương nhiên không phải quá cao cấp cũng tránh sự bối rối vì không đủ khả năng mua. Diệp Vô Phong cười nhìn Lâm Thư Âm, nghe lời vợ hết. Lâm Thư Âm cười nói, chọn đại đi, dù sao có thể ở là được, tiện nghi an ninh càng tốt. Chương 608, lại là người của xí nghiệp Chu Tinh. Diệp Vô Phong chỉ vào một tiểu khu cao cấp ở phía xa, anh thấy tiểu khu này không tệ, có thể cân nhắc một chút. Khi nhân viên nhìn thấy nơi mà Diệp Vô Phong đang chỉ vào, khuôn mặt thoáng giật mình. Cười bất lực, thực sự xin lỗi ngài, giá cả của tiểu khu bên đó sẽ tương đối đắt và tính thực tế sẽ không tốt lắm. Diệp Vô Phong không quan tâm, nhưng các cơ sở an ninh trong tiểu khu đó chắc là tốt hơn, phải không? Nhân viên chỉ có thể bất lực nói, sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng giá sẽ đắt hơn rất nhiều. Diệp Vô Phong muốn bảo nhân viên trực tiếp dẫn đi xem nhà, nhưng một người phụ nữ bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, nghèo thì cứ sống kiểu nghèo đi, còn giả bộ giàu có làm gì? giá loại nhà này là 7 vạn 8 trên 1 mét vuông, hơn nữa diện tích nhà ở đây toàn trên 200 mét vuông thôi. Người phụ nữ này mặc đồ màu vàng, dáng người mập mạp nhưng không ngăn được tính cách thổ hào, nhìn sơ qua đã biết là một phú bà. Lâm Thư âm nhíu mày, người nhân viên nở một nụ cười nịnh nọt nhìn người phụ nữ, hóa ra là bà Chu, sao bà đến lại không nói một tiếng, tôi sẽ đích thân tiếp đón bà. Bà Chu cười nói, cần gì phải dườm ra chứ, lần này tôi chỉ muốn dẫn con trai đi mua nhà thôi thái độ phục vụ của các người ở đây khá tốt nên tôi mới đến lần nữa khi bà chu nói chuyện bà ta chỉ vào tiểu khu cao cấp kia nhìn diệp vô phong và lâm thư âm với vẻ mặt đắc ý tất nhiên diệp vô phong không quan tâm nhưng lâm thư âm tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ chồng mình vì vậy cô đã đứng ra phản bác lại bà chu nhưng vào lúc này diệp vô phong lại kéo lâm thư âm ôm eo cô cười nói, xem ra tiểu khu kia không tốt lắm, có một con chó đi vào, nhất định sẽ rất ồn ào. Sắc mặt bà Chu thay đổi, tức giận nhìn Diệp Vô Phong, cậu nói ai là chó hả? Tôi nói đại, chúng ai thì chúng. Diệp Vô Phong không tức giận chút nào, nhưng dáng vẻ bình tĩnh này khiến bà Chu càng thêm tức giận. Bà ta chỉ vào Diệp Vô Phong, cậu có biết tôi là ai không? Sao cậu dám mắng tôi như thế hả? Diệp Vô Phong mỉm cười, tôi không biết bà là ai. Nhưng tôi biết là nhất định là người phụ nữ đanh đá. Đồ khốn nạn. Ồ, ngại quá, tôi không nên nói như vậy. Nói thế thì mất mặt người phụ nữ đanh đá quá, sao bà có thể được gọi là phụ nữ đanh đá cơ chứ? Diệp Vô Phong rất bình tĩnh nói. Bà Chu tức giận đến phát điên, chỉ vào Diệp Vô Phong nhưng lại không nói được gì, bởi vì Diệp Vô Phong chỉ bình tĩnh nhìn bà ta, khiến bà ta lại không biết mắng cái gì. Vì vậy bà ta lập tức chỉ tay về phía Lâm Thư Âm, trông xinh đẹp như thế mà phải đi làm vợ bé nhỉ. Bốp, vừa nói xong, Diệp vô phong đã tát bà ta một cái, cẩn thận tôi tát chết bà đấy. Vẻ mặt bà Chu kinh hãi, bà ta không hiểu sao Diệp vô phong này lại không nói rõ ràng đã đánh người, không có chút dấu rượu gì cả, bà ta ngã xuống đất cũng chưa kịp phản ứng. Sắc mặt người nhân viên bên cạnh thay đổi rất lớn, bước nhanh tới đỡ bà Chu dậy, sau đó kinh hãi nhìn Diệp vô phong, bà chu là vợ của chủ tịch xí nghiệp chu tinh anh dám đối xử với bà ấy như vậy anh không muốn sống nữa à bà chu tức giận nói tên khốn kiếp này dám đánh tao tao sẽ liều mạng với mày bà ta cầm điện thoại gọi cho vệ sĩ của mình diệp vô phong lúc này mới thờ ơ nói những lời bà nói vừa rồi đủ để tôi giết chết bà lúc đầu tôi còn tưởng rằng ở liêu tây làm sao có người như bà chứ nhưng hiện tại mới biết hóa ra là người của xí nghiệp chu tinh vợ của chu tinh hả Diệp vô phong lúc này chỉ cảm thấy đúng là oan ra ngõ hẹp, nếu không phải do nhân viên kia nói ra, anh vẫn không biết mình thật sự đang đánh vợ của Chu Tinh. Nghĩ thế này, anh suýt chút nữa đã muốn đánh chết cả nhà Chu Tinh. Diệp vô phong thờ ơ không sợ bà Chu gọi vệ sĩ tới, lúc trước cấp dưới của Chu Tinh có hơn 100 người tới gây rối, anh đều giải quyết hết. Vậy thì vài tên vệ sĩ thì có là gì đâu chứ? Điều quan trọng hơn là phải mua nhà trước, nếu không thì sẽ phải ở trong khách sạn tối nay. Anh đến chỗ nhà mẫu, nhìn nhân viên và nói, ngoài tiểu khu này thì còn tiểu khu cao cấp nào khác không? Tôi muốn mua một cái. Lâm Thư Âm đã quen với tâm trạng bình tĩnh như sáng sớm của Diệp Vô Phong, cho dù trời có sập xuống, phòng trừng Diệp Vô Phong cũng sẽ rất bình tĩnh làm việc riêng của mình. Hoàn toàn không quan tâm gì cả. Nhân viên sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Diệp Vô Phong, hiện tại bà Chu đã gọi người qua, trong tình huống này không phải nên rời khỏi đây trước hay sao? Nhưng tại sao Diệp Vô Phong lại muốn tiếp tục mua nhà chứ? Bây giờ là lúc để mua nhà ư. Nếu bị vệ sĩ bắt được thì coi như xong đời, tuyệt đối không thể chạy thoát. Chỉ là nhân viên đã phát huy hết bản năng bán hàng của mình và trực tiếp giới thiệu Diệp Vô Phong với một tiểu khu cao cấp hơn. Sau khi giới thiệu xong, người này mới vỗ chán, không biết tại sao mình lại làm theo. Những gì đang xảy ra bây giờ là không tốt, cho dù có bán nhà thì cũng không phải vào lúc này, phải không? Diệp Vô Phong rất hài lòng gật đầu, vậy căn này đi, lát nữa đưa tôi và vợ tôi đi xem một chút. Nhân viên nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở, anh đừng quên anh đã đắc tội bà Chu, bây giờ anh cảm thấy tôi có thể dẫn bọn anh đi xem nhà sao? Diệp Vô Phong rất bình tĩnh nói, chuyện này cô đừng lo lắng, cho dù bà ta có gọi vệ sĩ gì qua, tôi cũng sẽ giải quyết trong vòng 10 giây cho nên cô đi thu xếp đi, nếu hài lòng thì tôi sẽ mua luôn trong hôm nay. Nhân viên hoàn toàn bị sốc khi nghe điều này. Tốc độ này có quá nhanh không? Không cần trao đổi với người nhà gì sao, đây là nhà trong khu cao cấp, một căn cũng hơn một ngàn vạn đấy. Lúc này, bà Chu đang đợi ở một bên nhìn thấy vệ sĩ của mình đi tới, bà ta tức giận chỉ vào Diệp vô phong, đánh chết bọn họ cho tao. Tao nhất định phải cho bọn họ biết sự lợi hại của tao, còn dám đánh tao à? Bà Chu lúc này cũng không có tâm trạng gì, để bốn tên vệ sĩ xông lên, còn bà ta thì khoanh tay đứng một bên lạnh lùng quan sát. Diệp Vô Phong vừa bình tĩnh nhún vai, nhìn thấy bốn tên vệ sĩ xông lên, liền nói, tại sao các người lại không chịu dạy dỗ vệ sĩ của mình chứ? Tôi đã đánh nhiều vệ sĩ của Xí Nghiệp Chu Tinh như vậy rồi, kết quả các người vẫn không nhận ra tôi. Đối mặt với bốn tên vệ sĩ chỉ mạnh hơn người thường một chút này, anh bước một chân lên, sau đó trực tiếp đấm ra. Trước tiên hất văng một tên vệ sĩ lên không trung, sau đó quét hai chân anh ra. Bởi vì tốc độ của Diệp Vô Phong rất nhanh, những vệ sĩ này chỉ thấy một bóng đen bay qua, bọn họ liền bay ra phía sau, kèm theo là sự đau đớn kịch liệt. Chương 609, bắt đầu hành động. Sau khi xử lý xong ba tên vệ sĩ, tên vệ sĩ cuối cùng kinh ngạc dừng lại, lùi lại một bước, thậm chí còn rất thận trọng rút vũ khí ra. Đó là một cây côn ném nhưng ngay cả khi cầm cây côn trong tay tên vệ sĩ vẫn không dám bước tới bởi vì hắn biết diệp vô phong có thể giết chết ba người đồng bọn của hắn với tốc độ nhanh như vậy điều này cho thấy diệp vô phong rất cường đại cho dù hắn có ra tay thì tuyệt đối không phải là đối thủ của diệp vô phong vì vậy hắn có đi lên thì cũng sẽ chịu đòn mà thôi cây côn chỉ tăng cho hắn chút sức mạnh tự tin nhưng thực ra hắn muốn lùi lại lúc này bà chu định châm thêm dầu vào lửa nhưng sau tình huống như vậy giọng nói của bà ta đột ngột dừng lại, vẻ mặt như vừa ăn phải thuốc diệt chuột. Diệp vô phong lúc này mới rất thản nhiên vẫy vẫy tay, đi nói cho Chu Tinh biết, lần sau nếu lại tới khiêu khích tôi, tôi sẽ không khách khí đâu, Chu Diệp là một ví dụ đấy. Vệ sĩ nghe xong lại càng sửng sốt hơn, bởi vì hắn không ngờ Diệp vô phong lại biết tên của Chu Diệp và Chu Diệp đang nằm trong bệnh viện. Hắn lui về phía sau, bà Chu cũng bắt đầu đi ra ngoài, bà ta biết vệ sĩ của mình không thể giải quyết được Diệp vô phong, cho dù bây giờ bà ta có ở lại cũng chỉ bị đánh mà thôi. vì vậy tốt hơn hết bà ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này và đến một nơi an toàn. về phần những chuyện ở đây, đương nhiên bà ta sẽ tính sổ sau. nhưng đến nơi an toàn trước rồi hãng nói. diệp vô phong mỉm cười nhìn mấy nhân viên đang kinh ngạc nhìn mình và lâm thư âm nói ngại quá. phiền các cô đưa mấy thư rác rưởi này ra ngoài. còn cô gái xinh đẹp này, chẳng phải cô nên đưa chúng tôi đi xem phòng sao? nhân viên đương nhiên rất vui vẻ. Tuy không biết tại sao Diệp Vô Phong lại có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng biết nếu bán được căn nhà này, cô ta sẽ được rất nhiều tiền hoa hồng. Sau khi đưa Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đi xem nhà, Diệp Vô Phong đã mua ngay, tốc độ xử lý nhanh đến mức nhân viên cảm thấy như là một giấc mơ vậy. Sau khi biết các hợp đồng đã được trao đổi, cô ta mới nhận ra rằng mình thực sự đã bán được một căn nhà. Căn nhà này được trang bị đầy đủ nội thất và tất cả đều được làm bằng chất lượng tốt nhất. Vì vậy Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm không cần phải mua bất kỳ đồ nội thất nào, tất cả đều đã có sẵn. Tân gia tất nhiên là sẽ mời bạn bè đến ăn một bữa, vì vậy Diệp Vô Phong đã gọi điện thoại và yêu cầu Bạch Nhạn Phi, A Mịch, Du Kinh Hồng và những người khác đến đây ăn bữa cơm. A Mịch chỉ ngạc nhiên trước sự giàu có của Diệp Vô Phong và vẻ đẹp của Lâm Thư Âm, nhưng Bạch Nhạn Phi biết rằng sự xuất hiện của Lâm Thư Âm đồng nghĩa với việc công ty Hoa Cường chính thức tiến vào Liêu Tây. Cuộc chiến thực sự lúc này mới bắt đầu. Sau khi Du Kinh Hồng dùng bữa xong, cô ta dừng dưng nói với Diệp Vô Phong, vẫn chưa có tin tức gì về Vạn Sơn Hồng Biến. Chúng ta vẫn chưa vào phòng an toàn của nhà họ Nguyên, cho nên cũng không biết bên trong có cái quái gì. Diệp Vô Phong cười nói, đừng lo lắng, sáng sớm nay tôi đã lên kế hoạch đến phòng an toàn xem xét một chút, tuy rằng chưa tìm được cơ hội, nhưng tôi đoán gần đây sẽ có cơ hội. Du Kinh Hồng kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, sáng sớm anh đã sắp xếp rồi sao? Diệp Vô Phong gật đầu, đương nhiên, nếu không tôi ở chỗ này lâu như vậy làm gì. Du Kinh Hồng nhíu mày, cô ta biết Diệp Vô Phong làm gì, nhưng mọi chuyện dường như không liên quan gì đến phòng an toàn. Có vẻ như là vì sự phát triển của công ty Hoa Cường hơn. Diệp Vô Phong cười nói, thật ra, khi vợ tôi đưa công ty Hoa Cường đến Liêu Tây, kế hoạch của tôi có thể thực hiện được. Du Kinh Hồng gật đầu, vậy thì tôi sẽ chờ xem, thân phận của tôi đã bị nhà họ Nguyên biết rồi vì vậy nếu tôi ra tay, họ sẽ đề phòng tôi, tôi sẽ không tham gia vào việc thực hiện kế hoạch của anh, nhưng nếu cần gì bên phía chính phủ, anh cứ nói với tôi. Diệp vô phong cười nói, có mấy lời này của cô là được rồi. Lần này kế hoạch không phải là đánh nhau, cho nên tôi không muốn cô động thủ, nhưng có người tôi cần cô cho mượn. Du Kinh Hồng khó hiểu, ai? Hồng Á Phương. Trong khoảng thời gian tiếp theo, công ty Hoa Cường trực tiếp tiến vào phía Liêu Tây, Sóng chống khua chiêng vẽ ra bản thiết kế cho khu đất đã mua, hơn nữa, không biết từ khi nào, công ty Hoa Cường đã trực tiếp phá bỏ mấy khu đất hoang xung quanh khu đất mới mua này, trực tiếp xây dựng thành khu dân cư hỗ trợ khu thương mại. Tất cả các doanh nhân đều nhất thời kinh hoàng. Lúc đầu, họ ước tính rằng Diệp Vô Phong sẽ chịu lỗ khi lấy khu đất này, nhưng khi khu đất xung quanh cũng bị mua, các doanh nhân biết rằng Hoa Cường sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhưng điều duy nhất họ không hiểu là tại sao chính quyền lại giao khu đất quan trọng như vậy cho công ty Hoa Cường. Phải biết rằng khi xây dựng trung tâm thương mại thì dù mấy khu đất đó dùng vào việc gì cũng có thể hái ra tiền. Phía chính phủ bị ngốc hay sao mà lại đưa tiền cho người ngoài chứ? Trong nhà họ Nguyên, kể từ cuộc đấu giá lần trước, nhà họ Nguyên biến mất tâm mất tích, giống như bị công ty Hoa Cường đánh bại. Nguyên Trần ngồi trên ghế nhìn Nguyên Tông Kiệt. Nguyên Tông Kiệt mới vừa đi xử lý mấy sát thủ trốn thoát khỏi đường hầm, vẻ mặt khôn khéo đứng bên cạnh. Nhìn Nguyên Tông Kiệt, ông ta thờ ơ nói, Tông Kiệt, ông định đưa cháu ra nước ngoài. Muốn nhà họ Nguyên thịnh vượng thì tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ, chúng ta phải mở rộng gia tộc trên những trường học quốc tế. Nguyên Tông Kiệt không ngờ Nguyên Trần lại có thể đưa anh ta đi vào lúc như vậy, anh ta nhanh chóng nói, ông nội, cháu không muốn đi vào lúc khó khăn như thế này, vì nhà họ Nguyên bây giờ đang ở giai đoạn khó khăn, hãy để cháu ở lại đối mặt đi. Nguyên Trần bày ra vẻ mặt ảm đạm nói, cháu thì biết cái gì? Chẳng lẽ cháu không nghe lời ông nói sao? Nhà họ Nguyên bây giờ sẽ không sợ một chút khó khăn như vậy, chỉ cần cháu đi học cho tốt là được. Nguyên Tông Kiệt vẫn còn một chút do dự, muốn nói lại thôi. Nguyên Trần lạnh lùng nói, làm sao vậy? Hiện tại lời nói của ông không có tác dụng nữa à? Nguyên Tông Kiệt lúc này mới chắp tay, ông nội, cháu sẽ nghe lời ông. Nguyên Trần gật đầu và vẫy tay để Nguyên Tông Kiệt đi xuống. Sau khi Nguyên Tông Kiệt rời đi, ông ta thở dài bất lực nhìn Nguyên Húc, lúc này, trên người Nguyên Húc được bao phủ bởi một luồng khí u ám. Từ khi Nguyên Đông Thành chết, Nguyên Húc đã không còn cười, hơn nữa thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, thỉnh thoảng ông ta có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong trên người Nguyên Húc. Sự tàn nhẫn này chỉ có được khi ông ta lang bạt ở Liêu Tây, nhưng bây giờ nhà họ Nguyên đã lớn nhất ở Liêu Tây, ông ta đã kiềm chế được sự tàn nhẫn của mình. Dù sao thì ông ta biết rằng kiểu tàn nhẫn này sẽ làm tổn thương cả đối phương và chính mình. Ông ta không muốn Nguyên Húc trở nên như thế này, nhưng ông ta cũng biết Nguyên Đông Thành có ý nghĩa như thế nào đối với Nguyên Húc, Nguyên Húc chỉ có một đứa con trai thôi. Cái chết của Nguyên Đông Thành tất nhiên là sấm xét giữa trời quang đối với Nguyên Húc. Chương 610: Giao cho Chu Tử Đồng. Hầu như tất cả thành viên của nhà họ Nguyên đều đã trở về nhà. Bởi vì chuyện xảy ra với nhà họ Nguyên bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của họ, cho nên không ai không quan tâm. Nguyên Trần tỏ vẻ thờ ơ, nếu không có cách nào để đuổi Diệp Vô Phong ra khỏi Liêu Tây trong phương diện chiến đấu, vậy thì những gì chúng ta phải làm rất đơn giản, trên phương diện thương mại, tiêu diệt công ty Hoa Cường, không phải cậu ta sẽ xây dựng trung tâm thương mại sao? Tôi sẽ khiến cậu ta không thể xây trung tâm thương mại. Nguyên Húc nói, gia chủ, tôi sẽ làm chuyện này. Nguyên Trần gật đầu, tôi vẫn rất yên tâm giao chuyện này cho anh, nhưng anh không cần quá sốt ruột, dù sao chúng ta có thể đánh một trận dài với cậu ta, bọn họ đến để diễu võ dương oai trên lãnh thổ của chúng ta, chúng ta không cần hoảng loạn, không cần phải hoảng sợ kích động, chính công ty Hoa Cương mới cần phải hoảng sợ. Tất cả mọi người đều biết loại chuyện này, nếu công ty Hoa Cường đã không thể mở ra cục diện gì ở Liêu Tây, mỗi ngày sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Trong hoàn cảnh như vậy, công ty Hoa Cường có thể bị kéo đến chết ở Liêu Tây và thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty này ở Liêu Đông. Nguyên Trần biết lợi thế hiện tại của mình ở đâu, vì vậy ông ta không muốn đánh mất lợi thế của mình. Nguyên Húc chắp tay lui xuống, Nguyên Trần đang nhìn những thành viên của họ Nguyên xung quanh mình. Trên thực tế, tuy nhà họ Nguyên có phân biệt trực hệ và chi thứ, nhưng thành viên của trực hệ cũng không nhất định mạnh hơn chi thứ. Ngay cả trong chi thứ, Nguyên Đạt Tiêu và Nguyên Húc vượt trội hơn nhiều sự tồn tại trực hệ, ông ta đánh giá cao Nguyên Húc và Nguyên Đạt Tiêu hơn nữa. Nếu không phải Nguyên Húc ở chi thứ, Nguyên Trần đã muốn đưa Nguyên Húc trở thành ứng cử viên thừa kế rồi. Thật không may, tất cả điều này không thể thay đổi được. Nhưng cho dù là một chi thứ, Nguyên Trần vẫn muốn bồi dưỡng Nguyên Húc. Công ty Hoa Cường xây dựng rất nhanh, ngày thứ hai sau khi lấy được đất đã đi vào trạng thái xây dựng, ngay cả nhiều doanh nhân ở Liêu Tây cũng rất kinh ngạc với tốc độ này dù sao thì ở liêu tây cũng không có công ty xây dựng nào có tốc độ như thế diệp vô phong lúc này đang ngồi trong quán cà phê mỉm cười nhìn người trước mặt tôi rất vui vì ngay từ đầu đã đồng ý hợp tác với cậu chu tử đồng gật đầu cười nói đúng vậy tôi cũng mừng vì lúc đó tôi không nhìn nhầm người nếu công ty hoa cường của anh có thể chiếm liêu đông anh nhất định có thể làm điều tương tự ở liêu tây chu tử đồng vẫn luôn đợi diệp vô phong anh ta không vội anh ta vẫn luôn là tài xế cho Chu Hoa Tang, hơn nữa từ lần trước nhận được sự giáo dục của Chu Hoa Tang, anh ta vẫn luôn an phận, luôn ở chỗ của chính mình, không có hành động vượt quá mức nào cả. Điều này khiến Chu Hoa Tang rất hài lòng, nhưng vẫn không cho anh ta sắc mặt tốt. Xét cho cùng, Chu Tử Đồng là người có tư cách cạnh tranh trước gia chủ nhà họ Chu, Chu Hoa Tang đương nhiên muốn đưa con trai mình trở thành gia chủ nhà họ Chu. Cho nên Chu Hoa Tang suốt ngày trấn áp Chu Tử Đồng, chính là muốn Chu Tử Đồng vẫn ở trong tầm kiểm soát của ông ta, không có ai giúp đỡ, vậy thì Chu Tử Đồng dù có muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Chu cũng không thể thành công. Sau cùng, người đứng đầu nhà họ Chu thì phải thuyết phục được dư luật, nếu những người còn lại của nhà họ Chu không có hảo cảm với Chu Tử Đồng, vậy thì Chu Tử Đồng sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong gia tộc. Chu Hoa Tang biết sâu sắc chuyện này, cho nên cố ý mang theo Chu Tử Đồng bên cạnh, nói là để Chu Tử Đồng trải sự đời bồi dưỡng năng lực kinh doanh cho anh ta, nhưng thật ra là một loại giam cầm trá hình mà thôi. Lần này Chu Tử Đồng ra tay cũng rất mạo hiểm, dù sao Chu Hoa Tăng nghĩ anh ta không có liên hệ với Diệp Vô Phong, nếu Chu Hoa Tăng biết anh ta vẫn còn liên lạc với Diệp Vô Phong, thì nhất định sẽ biết anh ta có kế hoạch. Sau đó anh ta sẽ bị nhìn chằm chằm không thoát ra được. Lần này tôi muốn nhờ cậu làm một chuyện, tôi biết cậu sẽ làm được, cho dù bây giờ cậu không phải là gia chủ nhà họ Chu, nhưng vẫn có thể sử dụng tài nguyên của nhà họ chu để giúp tôi phát đi một tin tức thì vẫn được đúng không diệp vô phong rất thẳng thắn anh cũng biết chu tử đồng ở ngoài càng lâu càng dễ bị bại lộ anh hiểu rõ tình hình hiện tại của chu tử đồng để không làm phiền chu tử đồng anh muốn nói nhanh những gì anh muốn chu tử đồng làm càng sớm càng tốt chu tử đồng mỉm cười chuyện này tôi vẫn có thể làm được chỉ là truyền tin thôi mà diệp vô phong gật đầu nếu đã như vậy tôi sẽ giao chuyện này cho cậu tôi biết cậu không có nhiều việc có thể làm nhưng việc hiện tại cậu làm là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của tôi chu tử đồng nắm chặt tay đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ diệp vô phong nói cho chu tử đồng biết tin tức sắp truyền ra chu tử đồng trợn to hai mắt nhìn diệp vô phong anh định trực tiếp khai chiến với nhà họ nguyên sao anh chắc chắn muốn tung ra những tin tức này chứ chuyện này sẽ làm náo động toàn bộ liêu tây đấy diệp vô phong cười nói yên tâm đi Tôi bảo cậu làm loại chuyện này là để trực tiếp khai chiến với nhà họ Nguyên mà. Nếu tất cả người của tôi đều đã đến Liêu Tây, không có lý do gì để tôi tiếp tục chơi chiến thuật vòng vo với họ nữa cả. Chu tử đồng gật đầu, vội vàng nói, anh phải cẩn thận, trên thực tế, việc phát triển kinh doanh của anh sẽ không suôn sẻ ở Liêu Tây đâu, nhất là miếng đất anh đã lấy được kia, chắc hẳn nếu muốn xây trung tâm thương mại thì sẽ không đơn giản đâu. Diệp Vô Phong hờ hững nhún vai, đừng lo lắng hiện tại cậu cứ làm những gì tôi giao cho đi, còn lại tôi sẽ xử lý những chuyện khác. Chu tử đồng nghe vậy thì gật đầu, sau khi uống hết cà phê thì rời đi, Diệp vô phong đứng dậy định về nhà, nhưng đúng lúc này, Lâm Thư Âm gọi điện thoại cho anh. Hóa ra trên công trường đã xảy ra vấn đề. Sau khi Diệp vô phong đến công trường thì phát hiện có một nhóm người đang gây rối. những người này là người địa phương, nói tiếng địa phương với giọng điệu rất tức giận. Lâm Thư Âm được nhiều vệ sĩ bảo vệ, nhưng không có cách nào để giải tán những người này. Trong lòng có chút lo lắng, Diệp vô phong vội vàng tiến lên, che chở lâm thư âm ở phía sau, sau đó hít mắt tò mò hỏi các người đang làm gì vậy hả? Đất này thuộc về chúng tôi, các người muốn chiếm đất của chúng tôi sao? Trần Đại Nông tức giận đi tới, chỉ vào Diệp vô phong. Diệp vô phong có chút kinh ngạc, anh nói, đất ở đây đều do chính phủ cho chúng tôi, làm sao có thể trở thành đất của các người chứ? Trần Đại nông tức giận nói, "Con khỉ khô, mày cho rằng tao không biết sao? Đất do chính phủ giao cho mày ở đằng kia, bên này là do bọn mày mở rộng. Mày có thể làm loại chuyện này, bọn mày nghĩ rằng có quyền có thể là muốn làm gì thì làm sao?" Đúng là đồ táng tận lương tâm. Chương 610, giao cho Chu Tử Đồng. Hầu như tất cả thành viên của nhà họ Nguyên đều đã trở về nhà, bởi vì chuyện xảy ra với nhà họ Nguyên bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của họ, cho nên không ai không quan tâm nguyên trần tỏ vẻ thờ ơ nếu không có cách nào để đuổi diệp vô phong ra khỏi liêu tây trong phương diện chiến đấu vậy thì những gì chúng ta phải làm rất đơn giản trên phương diện thương mại tiêu diệt công ty hoa cường không phải cậu ta sẽ xây dựng trung tâm thương mại sao tôi sẽ khiến cậu ta không thể xây trung tâm thương mại nguyên húc nói gia chủ tôi sẽ làm chuyện này nguyên trần gật đầu tôi vẫn rất yên tâm giao chuyện này cho anh nhưng anh không cần quá sốt ruột dù sao chúng ta có thể đánh một trận dài với cậu ta, bọn họ đến để diễu võ dương oai trên lãnh thổ của chúng ta, chúng ta không cần hoảng loạn, không cần phải hoảng sợ kích động, chính công ty Hoa Cương mới cần phải hoảng sợ. Tất cả mọi người đều biết loại chuyện này, nếu công ty Hoa Cường đã không thể mở ra cục diện gì ở Liêu Tây, mỗi ngày sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Trong hoàn cảnh như vậy, công ty Hoa Cường có thể bị kéo đến chết ở Liêu Tây và thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty này ở Liêu Đông nguyên trần biết lợi thế hiện tại của mình ở đâu vì vậy ông ta không muốn đánh mất lợi thế của mình nguyên húc chắp tay lui xuống nguyên trần đang nhìn những thành viên của họ nguyên xung quanh mình trên thực tế tuy nhà họ nguyên có phân biệt trực hệ và chi thứ nhưng thành viên của trực hệ cũng không nhất định mạnh hơn chi thứ ngay cả trong chi thứ nguyên đạt tiêu và nguyên húc vượt trội hơn nhiều sự tồn tại trực hệ ông ta đánh giá cao nguyên húc và nguyên đạt tiêu hơn nữa nếu không phải nguyên húc ở chi thứ nguyên trần đã muốn đưa nguyên húc trở thành ứng cử viên thừa kế rồi thật không may tất cả điều này không thể thay đổi được nhưng cho dù là một chi thứ nguyên trần vẫn muốn bồi dưỡng nguyên húc công ty hoa cường xây dựng rất nhanh ngày thứ hai sau khi lấy được đất đã đi vào trạng thái xây dựng ngay cả nhiều doanh nhân ở liêu tây cũng rất kinh ngạc với tốc độ này dù sao thì ở liêu tây cũng không có công ty xây dựng nào có tốc độ như thế diệp vô phong lúc này đang ngồi trong quán cà phê mỉm cười nhìn người trước mặt tôi rất vui vì ngay từ đầu đã đồng ý hợp tác với cậu chu tử đồng gật đầu cười nói đúng vậy tôi cũng mừng vì lúc đó tôi không nhìn nhầm người nếu công ty hoa cường của anh có thể chiếm liêu đông anh nhất định có thể làm điều tương tự ở liêu tây chu tử đồng vẫn luôn đợi diệp vô phong anh ta không vội anh ta vẫn luôn là tài xế cho chu hoa tang hơn nữa từ lần trước nhận được sự giáo dục của chu hoa tang anh ta vẫn luôn an phận luôn ở chỗ của chính mình, không có hành động vượt quá mức nào cả. Điều này khiến Chu Hoa Tang rất hài lòng, nhưng vẫn không cho anh ta sắc mặt tốt. Xét cho cùng, Chu Tử Đồng là người có tư cách cạnh tranh trước gia chủ nhà họ Chu, Chu Hoa Tang đương nhiên muốn đưa con trai mình trở thành gia chủ nhà họ Chu. Cho nên Chu Hoa Tang suốt ngày trấn áp Chu Tử Đồng, chính là muốn Chu Tử Đồng vẫn ở trong tầm kiểm soát của ông ta, không có ai giúp đỡ, Vậy thì Chu Tử Đồng dù có muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Chu cũng không thể thành công. Sau cùng, người đứng đầu nhà họ Chu thì phải thuyết phục được dư luật, nếu những người còn lại của nhà họ Chu không có hảo cảm với Chu Tử Đồng, vậy thì Chu Tử Đồng sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong gia tộc. Chu Hoa Tang biết sâu sắc chuyện này, cho nên cố ý mang theo Chu Tử Đồng bên cạnh, nói là để Chu Tử Đồng trải sự đời, bồi dưỡng năng lực kinh doanh cho anh ta, nhưng thật ra là một loại giam cầm trá hình mà thôi. Lần này Chu Tử đồng ra tay cũng rất mạo hiểm, dù sao Chu Hoa Tang nghĩ anh ta không có liên hệ với Diệp Vô Phong, nếu Chu Hoa Tang biết anh ta vẫn còn liên lạc với Diệp Vô Phong thì nhất định sẽ biết anh ta có kế hoạch. Sau đó anh ta sẽ bị nhìn chằm chằm không thoát ra được. Lần này tôi muốn nhờ cậu làm một chuyện, tôi biết cậu sẽ làm được, cho dù bây giờ cậu không phải là gia chủ nhà họ Chu, nhưng vẫn có thể sử dụng tài nguyên của nhà họ Chu để giúp tôi phát đi một tin tức thì vẫn được đúng không? diệp vô phong rất thẳng thắn anh cũng biết chu tử đồng ở ngoài càng lâu càng dễ bị bại lộ anh hiểu rõ tình hình hiện tại của chu tử đồng để không làm phiền chu tử đồng anh muốn nói nhanh những gì anh muốn chu tử đồng làm càng sớm càng tốt chu tử đồng mỉm cười chuyện này tôi vẫn có thể làm được chỉ là truyền tin thôi mà diệp vô phong gật đầu nếu đã như vậy tôi sẽ giao chuyện này cho cậu tôi biết cậu không có nhiều việc có thể làm nhưng việc hiện tại cậu làm là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của tôi chu tử đồng nắm chặt tay đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ diệp vô phong nói cho chu tử đồng biết tin tức sắp truyền ra chu tử đồng trợn to hai mắt nhìn diệp vô phong anh định trực tiếp khai chiến với nhà họ nguyên sao anh chắc chắn muốn tung ra những tin tức này chứ chuyện này sẽ làm náo động toàn bộ liêu tây đấy diệp vô phong cười nói yên tâm đi tôi bảo cậu làm loại chuyện này là để trực tiếp khai chiến với nhà họ nguyên mà nếu tất cả người của tôi đều đã đến Liêu Tây, không có lý do gì để tôi tiếp tục chơi chiến thuật vòng vo với họ nữa cả. Chu tử đồng gật đầu, vội vàng nói, anh phải cẩn thận, trên thực tế, việc phát triển kinh doanh của anh sẽ không suôn sẻ ở Liêu Tây đâu, nhất là miếng đất anh đã lấy được kia, chắc hẳn nếu muốn xây trung tâm thương mại thì sẽ không đơn giản đâu. Diệp Vô Phong hờ hững nhún vai, đừng lo lắng, hiện tại cậu cứ làm những gì tôi giao cho đi, còn lại tôi sẽ xử lý những chuyện khác. Chu tử đồng nghe vậy thì gật đầu, sau khi uống hết cà phê thì rời đi, Diệp vô phong đứng dậy định về nhà, nhưng đúng lúc này, Lâm Thư Âm gọi điện thoại cho anh. Hóa ra trên công trường đã xảy ra vấn đề. Sau khi Diệp vô phong đến công trường thì phát hiện có một nhóm người đang gây rối. những người này là người địa phương, nói tiếng địa phương với giọng điệu rất tức giận. Lâm Thư Âm được nhiều vệ sĩ bảo vệ, nhưng không có cách nào để giải tán những người này. Trong lòng có chút lo lắng, diệp vô phong vội vàng tiến lên che chở lâm thư âm ở phía sau sau đó hít mắt tò mò hỏi các người đang làm gì vậy hả đất này thuộc về chúng tôi các người muốn chiếm đất của chúng tôi sao trần đại nông tức giận đi tới chỉ vào diệp vô phong diệp vô phong có chút kinh ngạc anh nói đất ở đây đều do chính phủ cho chúng tôi làm sao có thể trở thành đất của các người chứ trần đại nông tức giận nói con khỉ khô mày cho rằng tao không biết sao đất do chính phủ giao cho mày ở đằng kia, bên này là do bọn mày mở rộng. Mày có thể làm loại chuyện này, bọn mày nghĩ rằng có quyền có thể là muốn làm gì thì làm sao? Đúng là đồ táng tận lương tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 611, gây sự ở công trường. Diệp Vô Phong nhìn biểu hiện của Trần Đại nông thì có chút bối rối, dù sao thì anh đã yêu cầu Hoa Vũ đến cục đất đai để xác nhận Đất ở đây là của nhà nước, đã được xin và giao cho công ty Hoa Cường thi công rồi. Tại sao một nhóm người dân địa phương lại xuất hiện ngay bây giờ chứ? Điều này khiến anh rất khó hiểu và tất nhiên anh muốn tìm hiểu. Nhưng chúng tôi đã muốn xin phép phía chính phủ cho những khu đất này và những khu đất này là của nhà nước, tôi có thể chắc chắn điều này. Diệp Vô Phong cười nói, vậy nên tôi nghĩ có sự hiểu lầm nào đó ở đây, các người có nhầm đối tượng không thế? Trần Đại nông chế nhạo, mày nói thuộc nhà nước là của nhà nước thật sao? Bọn tao đều là người của thôn này, không biết đất đai của chính mình sao? Diệp Vô Phong chỉ có thể mặc kệ loại cố tình gây sự này, quay người lại nói với đội thi công, các người đến nơi khác thi công đi. Tôi sẽ sớm khắc phục sự cố này, tuyệt đối không ảnh hưởng đến thời hạn thi công của các người đâu. Điều này khiến nhiều công nhân xây dựng phải rời khỏi nơi này, trong khi Trần Đại nông và nhóm của anh ta đang rất cương quyết đứng trên mảnh đất này. Không có ý định rời đi. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, liền đi tới gần, "Đại ca, các người muốn tiền thôi chứ gì, các người ra giá đi, như thế nào mới có thể giao khu đất này cho chúng tôi?" Trần Đại nông sau khi nghe lời này liền nở nụ cười, "Muốn chúng tôi nhường mảnh đất này à, cũng được, chúng tôi cũng không muốn nhiều lắm, 10 tỷ, đưa cho chúng tôi 10 tỷ, chúng tôi liền giao mảnh đất này cho anh." Diệp Vô Phong mỉm cười, "10 tỷ này có quá nhiều không? Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy." anh cũng biết chúng ta mua mảnh đất đó bằng tiền vay ngân hàng mà trần đại nông khinh thường nói anh nói đùa gì vậy anh cho rằng tôi không biết sao anh mua mảnh đất đó mà không cần vay nợ gì cả công ty hoa cường của anh vẫn rất mạnh tôi biết điều đó nụ cười của diệp vô phong càng thêm dạng dỡ vậy tại sao một người bình thường như anh lại có thể biết rằng công ty hoa cường không dùng tiền vay khi mua đất vẻ mặt của trần đại nông thay đổi nhưng anh ta nhanh chóng nói, chuyện này không phải dễ biết sao? Tất cả đều đã nói trên bản tin rồi. Diệp Vô Phong gật đầu, tôi cũng biết tin tức mà anh nhắc tới, nhưng tôi không nhớ trên tin tức có nói chúng tôi vay hay trả toàn bộ, chỉ có nói công ty Hoa Cường của chúng tôi đã mua đất thôi. Sắc mặt Trần Đại nông càng ngày càng xấu, nhanh chóng chuyển chủ đề, đừng nói nhiều, cứ nói có cho hay không, nếu không cho thì mảnh đất thuộc về thôn chúng tôi sẽ không bao giờ giao ra, cho dù người của chính phủ đến cũng vậy. Họ không có quyền định đoạt đất của chúng tôi." Diệp Vô Phong chỉ bất lực về chuyện này, không ngờ kết quả cuối cùng lại như thế này, vì vậy anh lấy điện thoại di động ra, anh đã nói vậy thì tôi sẽ bảo người phía chính phủ qua trực tiếp giải quyết thôi. Trần Đại nông không bao giờ nghĩ rằng Diệp Vô Phong sẽ thực sự cho người của chính phủ tới, anh ta luôn nghĩ rằng mảnh đất mà Diệp Vô Phong mở rộng là do Diệp Vô Phong tự xây dựng. Hoàn toàn không thông qua sự đồng ý của bên trên nhưng bây giờ có vẻ như Diệp Vô Phong đã nhận được sự chấp thuận từ chính phủ để mở rộng phạm vi xây dựng. Trần Đại Nông nhất thời có chút luống cuống, dù sao anh ta cũng biết nếu người của chính phủ tới xác minh, bọn họ sẽ không chống đỡ nổi. Nhìn thấy Diệp Vô Phong thực sự đang nghe điện thoại, anh ta liền chạy tới giật điện thoại di động của Diệp Vô Phong, đáng tiếc Trần Đại Nông chỉ là một người bình thường, động tác của Trần Đại Nông dường như rất chậm trong mắt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười khẩy, muốn giật điện thoại à? ảo tưởng anh tung một cú đá cho trần đại nông và điện thoại được kết nối người từ cục đất đai đã trả lời điện thoại đúng lúc này trần đại nông ngã xuống đất kêu rên đánh người rồi trời ơi đồ tư bản độc ác đánh người những người đi cùng trần đại nông đều vây quanh chỉ vào diệp vô phong anh làm sao có thể làm như vậy hả chúng tôi đều ở đây nói lý lẽ với anh tại sao anh lại đánh người chứ đúng vậy tôi nghĩ loại người này không có lương tâm đâu chỉ làm việc để kiếm tiền, không có chút nhân tính nào. Loại người này nên chết, nghĩ có chút tiền là giỏi lắm sao? Diệp Vô Phong cau mày khi nghe những lời chỉ trích của những người này, buông điện thoại xuống, thờ ơ nói, những gì các người nói rất có lý, tôi chỉ có chút tiền dơ bẩn như vậy thôi. Mọi người ngừng chửi rủa và ngạc nhiên nhìn Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong cười nói, đúng vậy, tôi chỉ có chút tiền dơ bẩn, cho nên tôi mới như thế này, nếu không thì các người nghĩ sao? hiện tại tôi có tiền mà có tiền thì muốn làm gì thì làm thôi trong lúc nhất thời những người nghĩ rằng diệp vô phong sẽ không thể chịu được những lời buộc tội của họ bây giờ họ đều không biết phải nói gì loại lời nói này nhất thời đã chặn họng bọn họ trần đại nông đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ lăn qua lăn lại giống như bị xe đụng vậy diệp vô phong biết mình đã sử dụng bao nhiêu sức mạnh bây giờ trần đại nông không bị sao cả anh ta chỉ giả vờ thôi dù giàu có cũng không thể giết người chứ cho dù giàu có nhưng nếu giết người thì cũng phải ngồi tù thôi đúng rồi có tiền thì làm sao có tiền có thể giết người sao diệp vô phong thờ ơ nói thực ra như các người đều biết tôi giàu có cho nên cho dù tôi giết người chỉ cần bồi thường đủ thì hình phạt của tôi sẽ rất nhỏ và công ty của tôi có thể giao cho người khác quản lý tôi sẽ lại là ông chủ sau khi ra khỏi tù thôi mọi người đều không nói nên lời Thật sự là Diệp Vô Phong đã thắng, cái gì cũng nói được, làm sao bọn họ có thể phản bác chứ? Diệp Vô Phong thấy những người này im lặng, liền nhe răng cười nói, nhưng không có chuyện này xảy ra đây, cho nên tôi cũng không phải ngồi tù, nhưng các đồng chí của cục đất đai và cục cảnh sát đang tới, đến lúc đó tôi hy vọng các người có thể thành thật nói cho bọn họ biết, rốt cuộc mảnh đất này là của các người hay là của nhà nước. Nếu là của các người, tôi sẽ tìm phía nhà nước bắt đền. Tất cả mọi người ảm đạm nhìn nhau lo lắng. Đương nhiên họ biết mảnh đất này không phải của mình, đất của bọn họ đã bị lấy lại từ lâu, lúc đó Hoa Hạ đã cho bọn họ tiền bồi thường rất nhiều, bây giờ bọn họ đứng lên chỉ là để kiếm thêm chút tiền thôi." Diệp Vô Phong thờ ơ nói, nhìn xem, vẻ mặt của các người không có chút kiên định nào cả, như vậy làm sao có thể tống tiền tôi chứ? Những người đi cùng Trần Đại Nông đều lần lượt ra ngoài, đương nhiên họ không muốn bị bắt, vừa rồi bị Trần Đại Nông gọi đến, nói bọn họ tới đây tụ tập thì mới có lợi nhưng hiện tại lợi ích đâu không thấy, nếu xui xẻo còn có thể bị bắt nữa. Chương 612, truyền tin tức. Họ cũng không muốn vào tù. Các nhân viên xung quanh Diệp Vô Phong không muốn để những người dân làng này rời đi, dù sao thì những người dân làng này vừa rồi rất kiêu ngạo, thậm chí còn xô đẩy và kéo họ, và một số nhân viên đã bị đánh. Nếu họ để những người này đi dễ dàng như vậy thì thật không cam lòng. Diệp Vô Phong ngăn lại bọn họ, cười nói, đừng căng thẳng chuyện này nhất định phải có người xúi dục. Trần Đại Nông không ngờ những người mình gọi tới lại ra đi nhanh như vậy, để lại một mình anh ta. Anh ta không thể tiếp tục giả vờ nữa, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa định rời đi, Diệp Vô Phong liền kêu một tiếng, anh cứ như vậy rời đi sao? Trần Đại Nông cúi đầu với vẻ mặt nặng trĩu, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Diệp Vô Phong. Tuy nhiên, hai vệ sĩ tiến lên ngăn cản anh ta, sau đó họ có vẻ không vui, họ nhìn thấy những gì trần đại nông đã làm loại người này quá vô liêm sỉ họ nóng lòng muốn đánh trần đại nông một trận nhưng bây giờ diệp vô phong vẫn chưa hạ lệnh cho nên bọn họ vẫn chưa thể ra tay sắc mặt trần đại nông đại biến hoảng sợ quay đầu nhìn diệp vô phong anh muốn làm gì anh có biết đánh người là phạm pháp không diệp vô phong cười nói phạm pháp hay gì thì đương nhiên tôi biết nhưng vẫn câu nói kia không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được thứ tôi có là tiền cho dù đánh chết anh, anh cảm thấy người nhà của anh có thể rút đơn kiện sau khi nhận tiền không? Vẻ mặt của Trần Đại Nông thay đổi ngay lập tức sau khi nghe điều này, tất nhiên, anh ta biết điều đó là có thể, dù sao thì anh ta cũng biết rất rõ về gia đình mình, những tên khốn đó đều là thứ vụ lợi. Vì vậy, anh ta lộ ra vẻ hoảng sợ, chính xác thì anh muốn gì? Diệp vô phong lắc đầu, tôi không muốn gì cả, nhưng ít nhất thì anh cũng phải nói ra ai đã bảo anh làm chuyện này chứ. Trần Đại nông nghe vậy thì hoảng sợ, anh ta nhanh chóng nói, chuyện này thì không thể, tôi làm chuyện này một mình, không ai yêu cầu tôi làm chuyện này, mọi thứ chỉ là tôi muốn kiếm tiền thôi. Diệp Vô Phong tặc lưỡi hai cái, diễn xuất của anh thật sự không tốt chút nào, mặc kệ là vừa rồi hay là hiện tại, tôi đều có thể thấy được anh đang nói dối, nhưng không nói ra cũng không sao, tôi sẽ bảo mấy đồng chí bên cục cảnh sát thẩm vấn anh thật tốt. Trần Đại nông thay đổi sắc mặt nhưng anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi không định nói ta người đứng sau lưng mình. Người của cục đất đai và cục cảnh sát đến đây cùng lúc, sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, họ đưa Trần Đại nông đi mà không nói một lời. A Mịch ở lại, cô ta đi đến trước mặt Diệp Vô Phong và nói trong bất lực, anh đúng là làm cho người ta ngạc nhiên đấy, anh biết không? Hơn 40 tỷ mà anh nói mua là mua, rốt cuộc anh giàu tới mức nào mới có thể làm được điều này chứ? Diệp Vô Phong nhún vai, cô nhầm rồi, Tôi không mua, là công ty Hoa Cường mua, hoặc có thể nói là vợ tôi mua, bởi vì đó là tiền cô ấy đưa mà. A à, Mịch chỉ có thể nhún vai, biết chuyện này quả thật là như vậy, cho nên cô ta nhìn Lâm Thư Âm đứng phía sau Diệp Vô Phong, Lâm Thuẫn không chỉ có đầu óc rất tốt, còn có tài kinh doanh, dung mạo của cô cũng khiến tất cả phụ nữ ghen tị, xinh đẹp lại có khí chất, nhất định là dáng vẻ của một nữ thần hoàn mỹ. Ngay cả A à Mịch cũng thích Lâm Thư Âm. Sự việc của mảnh đất này nhanh chóng được giải quyết nhưng kết quả của cuộc thẩm vấn là không có ai đứng sau chỉ đạo Trần Đại Nông, mọi việc đều do chính Trần Đại Nông tham lam tiền bạc mà thực hiện. Diệp Vô Phong chỉ có thể nhún vai trước kết quả này, anh cũng biết nếu Trần Đại Nông không chịu thừa nhận thì các đồng chí trong đồn cảnh sát cũng sẽ không có cách nào cả. Vì vậy, kết quả cuối cùng là Diệp Vô Phong quên chuyện này đi. Dù sao, anh đã bảo Chu Tử Đồng làm việc rồi, chắc chắn sẽ sớm có phản hồi. Buổi tối, Diệp vô phong đưa Lâm Thư Âm đến khách sạn Cana, sau đó đến một gian phòng riêng, vợ à, để anh nói cho em biết, lần trước anh đến khách sạn Cana, anh đã ăn thử bít tết ở đây, anh thấy cũng không tệ, cho nên anh muốn đưa em tới đây nếm thử. Lâm Thiền rất vui vẻ, nhìn Diệp vô phong, trong lòng cũng rất bùi ngùi, Diệp vô phong hiện tại đã chứng minh được bản thân, bất luận là trong chuyện làm ăn hay là chuyện yêu cô. Nói cho cùng, bây giờ Diệp vô phong được rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng vợ của Diệp Vô Phong vẫn là cô, anh chưa bao giờ trêu hoa gẹo nguyệt. Cô chưa từng biết Diệp Vô Phong sẽ có một mặt như vậy, Diệp Vô Phong trước kia đơn giản chỉ là điển hình của việc ăn nằm chờ chết, một người đàn ông mà suốt ngày ở nhà mua đồ ăn nấu cơm, nhưng bây giờ cô mới biết đó là vì anh muốn chăm sóc tốt cho chế độ ăn uống của cô. Đáng tiếc là lúc ấy cô không hiểu điều đó. Bên cạnh gian phòng riêng này là kính suốt từ trần đến sàn, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, ánh đèn phồn hoa, cách đó không xa có sông lớn, thuyền tham quan không ngừng qua lại trên đó. Dù là cuối thu nhưng vẫn có người muốn đi thuyền ngắm cảnh thành phố. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đã có một bữa ăn rất ấm áp tại đây, nhưng toàn bộ phía Liêu Tây đã bị chấn động, điều này làm cho tất cả các doanh nhân bị sốc. Bởi vì họ đã biết được tin tức rằng nhà họ Nguyên đã thua công ty Hoa Cường. Mấy sự kiện của Nguyên Đông Thành, Nguyên Đạt Tiêu và sự cố đường hầm đều khiến giới doanh nhân náo động, họ luôn cho rằng những gì đang diễn ra đó là cuộc chiến giữa nhà họ nguyên và phía chính phủ không ngờ đó là cuộc chiến với công ty hoa cường nếu không có một màn đấu giá kia tất nhiên bọn họ sẽ không tin loại chuyện tầm phào này nhưng tại cuộc đấu giá diệp vô phong đã lấy được mảnh đất rõ ràng là chống lại nhà họ nguyên nhưng nguyên trần lại không làm gì được tất cả những điều này khiến họ vô cùng khiếp sợ và họ dần tin vào những lời đàm tiếu kia nhà họ nguyên sắp xong đời rồi niềm tin này nhanh chóng lan truyền trong tâm trí các doanh nhân ở liêu tây tất cả đều tập trung nhìn nhà họ nguyên hàng chục năm nay họ luôn biết địa vị của nhà họ nguyên ở liêu tây loại địa vị đó hoàn toàn không thể lay chuyển được nhưng bây giờ thì sự xuất hiện của công ty hoa cường chính là một sự chuyển biến tốt tất cả họ đang chờ đợi cuộc đọ sức giữa công ty hoa cường và nhà họ nguyên sau khi nguyên trần nghe được những gì tống thanh vân nói với mình ông ta hít sâu một hơi không ngờ diệp vô phong này lại không biết xấu hổ như vậy ngay cả tin đồn cũng lợi dụng được những người nhà họ nguyên khác không biết phải làm sao vẻ mặt của họ đều lo lắng nhưng không ai dám đứng lên lúc này xung quanh nguyên trần không có ai để sử dụng vì vậy ông ta rất bất lực nguyên tông kiệt đã rời khỏi nhà họ nguyên còn nguyên đạt tiêu thì vào tù nguyên húc thì đang đấu với công ty hoa cường trong phương diện kinh doanh ông ta không nghĩ ra được người nhà họ nguyên có ai có thể gánh vác được một lúc Nhìn những người xung quanh đều là kẻ vô tích sự, ông ta nhất thời thở dài một hơi. Chương 613, sự bùng nổ của Chu Tử Đồng. Nhà họ Nguyên thịnh trị mấy chục năm, mấy chục năm nay thành viên trong nhà họ Nguyên đều được mọi người bao bọc, không ai có thể nghĩ có ngày nhà họ Nguyên lại xảy ra khủng hoảng như vậy. Họ chỉ biết hoảng sợ, nhưng nếu muốn bảo họ làm điều gì đó, họ nhất định sẽ không làm được. Nguyên Trần cũng bất lực về điều này, nhưng ông ta cũng biết rằng đây là kết quả tất yếu ngay khi ông ta còn đang do dự một người đã xuất hiện trước mặt ông ta trên mặt nguyên phong tràn đầy ý cười ông nội ông đã quên cháu rồi sao nguyên trần cao mày đương nhiên ông ta không quên nguyên phong nhưng ông ta không nhớ nguyên phong đã làm được những việc gì nổi bật thay vào đó từ những việc ăn chơi phóng túng bên ngoài của nguyên phong ông ta biết đây chỉ là đồ ăn hại thôi nguyên phong lãnh đạm nói không phải chỉ là mấy tin tức nhảm thôi sao sao cho cháu ngày mai cháu sẽ khiến chúng biến mất trên mặt anh ta hiện lên một loại tự tin giống như trong lòng đã có dự định nguyên trần khó hiểu nhìn nguyên phong một lúc cháu có biết mình đang nói gì không ngày thường cháu biết ăn uống vui chơi cháu có chắc là có thể giải quyết được tình huống hiện tại không nguyên phong rất có tự tin đương nhiên là có thể nếu không được thì sao cháu dám đứng lên chứ đúng không nguyên trần cuối cùng đã chọn tin tưởng nguyên phong dù gì thì bây giờ ông ta cũng không có ai dùng được những người còn lại của nhà họ nguyên chỉ là rác rưởi thôi cuối cùng nguyên phong đã rời khỏi đại sảnh trong khi nguyên trần giải tán các thành viên của nhà họ nguyên và ở lại một mình trong đại sảnh khi gặp bất cứ khó khăn gì ông ta thích ở một mình trong đại sảnh này và tự mình suy nghĩ mọi chuyện bao nhiêu khó khăn đều bị ông ta biến nguy thành an hiện tại lần này ông ta cảm thấy được vẫn có thể giải quyết được đột nhiên ông ta cảm thấy đầu rất đau ngay sau đó một ngụm máu phun ra Sắc mặt như tờ giấy vàng, trông rất thê thảm. Bên cạnh ông ta xuất hiện một người mặc đồ đen, nhìn thấy tình trạng của ông ta thì nhíu mày, Nguyên Trần xua tay, quên đi, dù sao thì con người đều phải chết, nhưng trước khi chết, tôi vẫn mong có thể giúp nhà họ Nguyên giữ lại một chút gì đó. Người áo đen thở dài nói, hà cứ gì ông phải làm như vậy. Hoàn cảnh của ông, nếu tìm một nơi để tĩnh dưỡng, có lẽ sẽ khỏi bệnh. Ông đã làm việc quá sức rồi. Nguyên Trần cười nhẹ, tôi không thể mặc kệ nhà họ Nguyên được. Đây là nhà của tôi và là tất cả những gì tôi đã phấn đấu cả một đời. Nếu nhà họ Nguyên sụp đổ thì chẳng khác nào giết tôi cả. Người mặc đồ đen nói, tôi giúp ông giết Diệp vô phong. Nguyên Trần lắc đầu, quên đi, đừng liều máng vô ích. Tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, nhưng thực lực của Diệp vô phong nhất định không đơn giản. Hơn nữa cậu cũng biết mình hiện tại không thích hợp làm chuyện ám sát. Những gì cậu đã làm cho nhà họ Nguyên là quá đủ rồi. Người mặc đồ đen im lặng. Nguyên Trần tiếp tục, "Thực ra, cậu đã có thể rời khỏi đây từ lâu và làm những gì cậu muốn làm, nhưng cậu đã nói rằng cậu không có gì phải lo lắng, vì vậy không có nơi nào cậu muốn đi, nhưng tôi không tin cậu không có vướng bận lo lắng gì cả." Lúc này người đàn ông mặc đồ đen mới nói, "Sau sự việc này, tôi sẽ đi du lịch một vòng, ít nhất là để biết thế giới này như thế nào." Nguyên Trần gật đầu. Diệp Vô Phong nắm tay Lâm Thư Âm trở về nhà coi như chuyện bên ngoài không liên quan gì đến họ. Tiểu biệt thắng tân hôn, gió xuân thổi qua cả căn nhà, sau khi mây mưa, hai người cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhà họ Chu, Chu Hoa Tăng lúc này mới nhìn Chu Tử Đồng bằng vẻ mặt ảm đạp, ông ta không ngờ Chu Tử Đồng lại làm một chuyện tùy tiện như thế, hơn nữa chuyện này chính là đẩy nhà họ Chu vào đường cùng. Lúc này, các thành viên quan trọng của nhà họ Chu đều đã tập trung ở đại sảnh, Chu Hoa Tăng nhìn Chu Tử Đồng nói, quỳ xuống, Chu tử đồng mỉm cười, xin lỗi bác ba, lúc này thứ cho cháu không thể nghe theo lời bác rồi. Chu Hoa tang nhất thời tức giận, mày đúng là nghiệp chướng, mày có biết kết quả của những chuyện mày đã làm là gì không? Chu tử đồng cười nói, đương nhiên tôi biết, chỉ là lựa chọn đội hình thôi, hơn nữa loại chuyện này không phải là lựa chọn của nhà họ Chu, mà là lựa chọn của chính tôi, dù sao tôi cũng không phải là người đứng đầu nhà họ Chu, việc tôi làm chỉ đại diện cho cá nhân tôi mà thôi. Chu Hoa Tang rất tức giận, đương nhiên ông Ya biết những gì Chu Tử Đồng nói là đúng, nhưng không ngờ hôm nay Chu Tử Đồng lại dám chống lại mình. Và giọng điệu của lời nói cũng rất có khí phách. Ông ta chỉ vào Chu Tử Đồng, mày cứng cánh rồi đúng không? Cho nên mày định một mình rời khỏi nhà họ Chu chứ gì? Nếu đã như vậy, tao sẽ thành toàn cho mày, cho mày biết mày không là gì cả nếu rời khỏi nhà họ Chu. Chu Tử Đồng nghiêm túc nói, thật ra, bác ba, bác có biết không? khi ở bên ngoài không ai nghĩ tôi là cậu chủ nhà họ chu cái tôi có bây giờ là những gì tôi từng bước có được nhờ chính mình cái loại đó mưu mô với người ngoài tôi đã trải qua quá nhiều ông cho rằng tôi vẫn luôn là tài xế của ông sao chu hoa tang tức giận không nói nên lời âm thanh của chu tử đồng tăng lên rất nhiều giọng điệu vô cùng uy quyền đừng tưởng rằng tôi không biết ông nghĩ như thế nào không phải ông sợ tôi và con trai của ông tranh giành vị trí gia chủ của nhà họ chu sao cho nên ông cứ luôn đưa tôi theo bên cạnh, bảo tôi làm tài xế, người ngoài sẽ thấy ông đang bồi dưỡng tôi, chỉ có tôi biết rõ, ông chỉ đang hủy hoại tôi mà thôi. Trong lúc nhất thời, những thành viên khác của nhà họ Chu ngạc nhiên nhìn Chu Tử Đồng. Họ không biết hôm nay Chu Tử Đồng đã xảy ra chuyện gì. Làm sao lại có dung khí đối nghịch với Chu Hoa Tang như vậy chứ? Chẳng lẽ hôm nay Chu Tử Đồng muốn làm phản sao? Chu tử đồng liếc nhìn mọi người, các người là chú bác nhưng cũng chỉ đứng một bên nhìn. Tôi cũng biết rằng những cuộc đấu đá trong gia tộc tương đối gay gắt và tàn nhẫn, nhưng nói thế nào thì tôi cũng là cháu trai của các người, còn là cháu ruột, các người cứ trơ mắt nhìn ông ta hủy hoại tôi như vậy, không ai đứng ra nói thay cho tôi cả. Chu tử đồng hít sâu một hơi, nhưng không thành vấn đề, dù sao tôi cũng quen với những thứ này rồi, hơn nữa tôi biết tính nết của các người là như thế nào, cho nên tôi không quan tâm, nhưng hiện tại tôi đang đấu tranh cho tương lai của chính mình nếu các người dám ngăn cản tôi sẽ giết các người chu hoa tăng nghe những lời của chu tử đồng nói vỗ bàn một cái đúng là đại nghịch bất đạo tao đưa mày đi bên cạnh là muốn hủy hoại mày sao lòng tốt của tao mày không cảm nhận được lại còn nói muốn giết bọn tao ư bọn tao đã làm gì khiến mày không vui ư chu tử đồng đột nhiên nở nụ cười đương nhiên không phải tôi chỉ nói trước với các chú các bác thôi mong rằng sau khi tôi nói xong những lời này, các người sẽ không ngăn cản những gì tôi muốn làm. chương 614, đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn. Ánh mắt chu tử đồng dần dần lạnh xuống, bằng không đừng trách tôi không khách khí, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với cái chức vị gia chủ đâu. Anh ta nói xong liền đi thẳng về nhà của mình. Đối với chuyện náo động trong đại sảnh, Chu tử đồng nhất định không quan tâm, dù sao hôm nay khi làm xong việc mà Diệp vô phong giao cho, anh ta biết mình nhất định phải nói những lời như thế này với nhà họ Chu. Về phần mấy người Chu Hoa Tang rốt cuộc đang nghĩ gì, anh ta hoàn toàn không muốn biết, chỉ cần không quấy nhiễu đến kế hoạch của anh ta là được. Mẹ Dung nghe thấy Chu Tử Đồng trở về, nhanh chóng bước tới, rất lo lắng nói: "Tử Đồng, mẹ nghe người ta nói con gây sự với ông chủ hả?" Chu Tử Đồng gật đầu: "Mẹ Dung, mẹ cứ yên tâm làm việc riêng của mình là được, con sẽ tự lo liệu, hơn nữa, gây sự thì gây sự Mẹ cũng biết vị trí của con trong cái gia đình này là gì mà. Mẹ Dung lo lắng nói, mẹ chỉ là lo lắng bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con, con cũng biết thân phận của mình, hơn nữa những chuyện con làm. Chu Tử đồng biết rằng mẹ Dung đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng không bao giờ nói ra hay xen vào việc anh ta đang làm, dù sao thì mẹ Dung vẫn luôn ở trong nhà họ Chu, lúc trước cũng tham gia vào việc xây dựng thương mại của nhà họ Chu, chỉ là sau này vì để chăm sóc cho anh ta nên mới lui về thôi lúc trước mẹ dung cũng là một người đa mưu túc trí của nhà họ chu chu tử đồng ôm mẹ dung vào lòng và nói yên tâm đi mẹ dung con biết tất cả những lo lắng của mẹ nếu không phải vì sự tín nhiệm của đối tác con cũng không vùng dậy như vậy đâu mẹ dung vẫn không yên tâm thân thể hơi run lên nhưng vẫn không nói gì chu tử đồng bảo mẹ dung đi nghỉ ngơi sau khi ăn đồ ăn khuya do mẹ dung làm anh ta nhắn một vài tin nhắn trên điện thoại di động của mình sau đó nằm trên giường ngủ Mới sáng sớm đã có hơn chục vệ sĩ vây quanh phòng của Chu Tử Đồng, lúc này Chu Hoa Tang đang nheo mắt nhìn vào trong phòng, ông ta không chút do dự mà vẫy tay với khoảng hơn chục vệ sĩ. Đây là chuyện của nhà họ Chu, nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chu Tử Đồng bị vệ sĩ đưa ra ngoài, mẹ Dung van xin hết cách nhưng vô ích, thay vào đó lại bị vệ sĩ đạp ngã xuống đất. Hai mắt Chu Tử Đồng như muốn nứt ra, nhìn tên vệ sĩ đã đá mẹ Dung, con người tao ân oán rõ ràng nếu mày làm gì mẹ dung của tao, tao sẽ bắt mày trả lại gấp trăm lần. Tên vệ sĩ chỉ diếu cợt, sắp chết rồi mà còn dám mạnh miệng. Mày nghĩ đắc tội với gia chủ thì còn sống được sao? Một đám vệ sĩ trực tiếp dẫn Chu Tử Đồng tới trước mặt Chu Hoa Tang, Chu Tử Đồng lạnh lùng nhìn Chu Hoa Tang. Chu Hoa Tang bày ra vẻ mặt bất lực, "Tử Đồng, đừng trách bác. Muốn trách thì trách những gì cháu đã en soi thật sự là quá phản nghịch." nếu như không trừng phạt đàng hoàng thì nhà họ chu sẽ bị người ta chê cười chu tử đồng chỉ diếu cợt lúc trước ông không có lý do gì để giết tôi cho nên ông đã chịu đựng như vậy suốt thời gian qua rất vất vả đúng không hôm nay cuối cùng tôi cũng để cho ông tìm được cơ hội chắc ông vui lắm nhỉ chu hoa tang khó chịu nói cháu đúng là không hiểu biết gì cả nếu không phải cháu làm ra chuyện này thì sao bác có thể muốn giết cháu chứ chu tử đồng khinh thường nhìn chu hoa tang các vệ sĩ xung quanh lần lượt bao vây Chu Tử Đồng, và một trong những vệ sĩ đã lấy ra một con dao găm. Đây là muốn giết Chu Tử Đồng trực tiếp ở đây. Không chờ được nữa rồi sao? Còn không cần đưa tôi đến một nơi bí mật mà giết luôn ngay tại đây à? Chu Tử Đồng lạnh lùng nhìn Chu Hoa Tang. Chu Hoa Tang thở dài một hơi, bác thật sự không biết vì sao cháu lại có thành kiến với bác như vậy, dù thế nào thì bác cũng là bác ba của cháu, sao bác lại không thương cháu được chứ? Chỉ tiếc là cháu ngu xuẩn mất khôn, chú bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi." Chu Tử Đồng mỉm cười. Lúc này mẹ Dung đi tới trước mặt Chu Hoa Tang, quỳ trên mặt đất, "Ông chủ, tôi cầu xin ông, ông có thể thả Tử Đồng đi được không? Chúng tôi có thể rời khỏi đây, rời khỏi Liêu Tây, thậm chí có thể rời khỏi Hoa Hạ thì chúng tôi cũng nguyện ý, ông bỏ qua cho Tử Đồng được không?" Chu Hoa Tang nhìn mẹ Dung cười nhạo, "Bà nói cái gì? Thả nó đi sao? Bà không hỏi xem nó có buông tha cho tôi không?" Nó đã nói sẽ giết tất cả những người ngáng đường đó, hiện tại nếu tôi không cản đường nó, chẳng phải nó sẽ giết tôi sao?" Chu Tử Đồng gật đầu khẳng định, "Đương nhiên, đêm nay nếu tôi bình an vô sự, nhiều nhất tôi sẽ rời khỏi nhà họ Chu, nhưng không ngờ là các người không làm tôi thất vọng." Chu Hoa Tang xua tay, "Đừng nói nhảm nữa, mọi người còn phải nghỉ ngơi, chuyện này giải quyết nhanh chóng đi." Một vệ sĩ tiến đến và giơ con dao găm lên kề vào cổ Chu Tử Đồng mẹ dung nhanh chóng bước tới và ôm lấy chân vệ sĩ nhưng đáng tiếc chỉ cần một cú đá mẹ dung đã ngã xuống đất một cách chật vật sát khí trong mắt chu tử đồng càng ngày càng đậm người vệ sĩ đâm con dao găm xuống nhưng lúc này một viên đá đập vào con dao găm khiến con dao găm bay ra ngoài chu tử đồng không bị thương gì cả các vệ sĩ xung quanh đang rất sửng sốt không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này Cách đó không xa có một giọng nói truyền đến, tôi nói quên chuyện này đi, mọi người cảm thấy thế nào? Cho Diệp vô phong tôi chút thể diện đi. Tất cả mọi người đều bị sốc, từ khi nào lại có một người trên cây vậy, bọn họ đều không phát hiện ra. Và hòn đá vừa rồi đã va vào con dao găm ở khoảng cách 10 mét. Chu Hoa tang sửng sốt, ông ta chưa từng nghĩ tới Chu Tử Đồng sẽ có người trợ giúp, xem ra người trợ giúp này vẫn là rất lợi hại ông ta cúi đầu chào diệp vô phong không biết người anh em này có nhầm lẫn gì không đây là việc của nhà họ chu chúng tôi người ngoài can thiệp vào hình như không hay lắm đâu diệp vô phong xua tay đừng nói nhảm nữa tôi đến giúp chu tử đồng không phải các người muốn giết cậu ấy sao vừa hay cậu ấy nói với tôi là phải giết ông sắc mặt chu hoa tang đại biến nhanh chóng nói với vệ sĩ của mình còn thất thần ra đó làm gì mau bảo vệ tao những vệ sĩ này đều lao về phía diệp vô phong nhưng khi đến gần diệp vô phong tất cả vệ sĩ đều dừng bước mặc dù bọn họ có rất nhiều người nhưng họ không dám tiến lên một chút nào diệp vô phong cầm trong tay một khẩu tiểu liên họng súng chĩa vào bọn họ tất cả vệ sĩ đều đổ đầy mồ hôi trên trán vì sợ diệp vô phong ra tay trực tiếp giết chết bọn họ chu hoa tăng cũng nhìn thấy súng tiểu liên trong tay diệp vô phong lông tóc nhất thời dựng đứng duỗi ngón tay ra chỉ vào Diệp Vô Phong, "Người anh em, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta đều là người văn minh. Hơn nữa nếu đánh chết người, lại còn dùng súng giết người, vậy thì sẽ phạm tội lớn, sẽ phải ngồi tù, tệ hơn là sẽ bị xử bắn đấy." Chương 615, không đồng ý thì phải chết. Diệp Vô Phong nhìn Chu Tử Đồng và nói, "Bác ba của cậu thật sự rất vui tính đó. Tôi nghĩ ông ấy chắc chắn có thể trở thành một diễn viên hài nổi tiếng đó." Chu Tử Đồng từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sắc mặt không tốt lắm, cầm con dao găm lên, sau đó đi tới trước mặt một vệ sĩ. Người vệ sĩ không biết Chu Tử Đồng muốn làm gì, nhưng Chu Tử Đồng đã đâm con dao găm vào bụng của hắn ta. Vệ sĩ trợn to hai mắt, hắn ta chưa từng tưởng tượng Chu Tử Đồng lại ra tay độc ác như vậy. Sau khi Chu Tử Đồng đâm tên vệ sĩ, anh ta đâm thêm vài nhát nữa trước khi thả tên vệ sĩ ra. Tên vệ sĩ ngã xuống đất và co giật vài cái chu tử đồng không dừng lại mà còn túm lấy một vệ sĩ khác và làm tương tự nhưng tên vệ sĩ này đã có ý thức đề phòng nên con dao găm của chu tử đồng không thể xuyên qua bụng của hắn ta một cách thuận lợi chỉ là chu tử đồng không chút nản lòng anh ta chuyển con dao găm sang tay khác đâm vào tên vệ sĩ một lần nữa rồi dùng chân đạp hắn dù tên vệ sĩ có chống cự thế nào thì hắn vẫn hoảng sợ dù sao thì diệp vô phong vẫn đang dùng súng tiểu liên chĩa vào bọn họ trong trường hợp này hắn chỉ có thể chống cự nếu hắn tấn công thì sợ rằng Diệp Vô Phong sẽ trực tiếp bắn anh ta một phát chết tươi. Cuối cùng, Chu Tử Đồng đã đâm chết tên vệ sĩ. Làm xong những việc này, toàn thân Chu Tử Đồng đã bê bết máu, anh ta gật đầu với Diệp Vô Phong cười nói, "Được rồi, chuyện của tôi đã xong, việc còn lại là giữa chúng ta." Diệp Vô Phong nhún vai, "Thật ra, cậu cũng biết đấy, tôi tới đây chỉ là để trợ uy cho cậu, còn về phần nuốt trưởng nhà họ Chu, tôi không có nhiều ý kiến." nhưng tôi có thể khiến cậu trở thành người đứng đầu nhà họ Chu. Chu Hoa Tăng lúc này không dám nhúc nhích, ngay cả khi nghe được những lời này, trong lòng tràn đầy lo lắng, ông ta nghĩ rằng giết Chu Tử Đồng trong nhà họ Chu sẽ rất dễ dàng. Ai ngờ lại có người có thể âm thầm lẻn vào sân nhà họ Chu, cũng kịp thời tới nơi này để cứu Chu Tử Đồng. Người anh em, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm rồi. Chu Tử Đồng có thể cho cậu cái gì, tôi cũng có thể cho cậu. Chu Hoa Tang muốn kéo Diệp Vô Phong về phe mình. Nói cho cùng, Diệp Vô Phong là một kẻ tàn nhẫn, Chu Tử Đồng không có nhiều thứ, nhưng ông ta thì sở hữu toàn bộ nhà họ Chu, nhất định có thể khiến Diệp Vô Phong phản bội. Nhưng Diệp Vô Phong chỉ cười nói, kỳ thực Chu Tử Đồng có một thứ mà ông không có. Chu Hoa Tang sửng sốt một chút, Diệp Vô Phong cười nói, chính là cái này. Anh chỉ vào đầu mình. Sắc mặt Chu Hoa Tang thay đổi, nhìn thấy Diệp Vô Phong chĩa súng về phía mình, ông ta nhanh chóng vung tay lên, đương nhiên ông ta không muốn chết, nhìn bộ dạng của Diệp Vô Phong cũng không phải là người tốt. Đây là một sát thủ. Chu Hoa Tăng cảm thấy khí thức của Diệp Vô Phong chỉ có một sát thủ cực mạnh mới sở hữu được. Chu Tử Đồng lúc này đến bên cạnh Chu Hoa Tăng cười nói, bác ba, tôi nói rồi, nếu ai dám cản đường tôi, tôi sẽ giết kẻ đó. Chắc ông nghĩ những lời này là giả dối đúng không? Chu Hoa Tăng há to miệng muốn nói, nhưng chu tử đồng lại đâm con dao găm vào tim ông ta trong lúc nhất thời ông ta chỉ có thể ôm tim mình bất lực ngã xuống làm xong những việc này chu tử đồng ném dao găm đi sau đó vươn vai đi đến trước mặt mẹ dung cười nói mẹ dung chuyện bên này con sẽ giải quyết mẹ về ngủ trước đi chờ con dọn dẹp xong sẽ gọi cho mẹ mặc dù mẹ dung rất sợ hãi nhưng bà ấy rất vui khi thấy chu tử đồng cuối cùng cũng sống sót cũng làm như lời chu tử đồng nói tất nhiên tốt hơn hết là nên đi ngủ vào lúc này, nếu không cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Trong đại sảnh, tất cả người nhà họ Chu đều đã thức dậy, họ rất tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy người ngồi ở ghế chính vị trong đại sảnh là Chu Tử Đồng, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vô Phong đang ngồi khoanh chân ở một bên, lẽ ra lúc này anh nên ngủ với Lâm Thư Âm, nhưng không ngờ lại bị một đống hỗn độn như vậy quấy dày. Đó là lý do tại sao trên mặt anh lại có chút buồn bực, lúc này trong đại sảnh càng ngày càng có nhiều người nhà họ chu chu tử lực nhìn thấy hành vi của chu tử đồng tức giận chỉ vào chu tử đồng chu tử đồng bây giờ mày đã làm trời rồi sao tôi hôm qua mới gây sự với gia chủ bây giờ lại từ tiện ngồi ở vị trí gia chủ mày cho rằng gia chủ không dám trục xuất mày khỏi nhà họ chu sao chu tử đồng chỉ liếc nhìn chu tử lực một cách thờ ơ và không nói gì chu hoa liên bước vào sững sờ một lúc sau khi nhìn thấy chu tử đồng nhanh chóng cười khổ nói, "Tử Đồng, cậu muốn trở thành gia chủ nhà họ Chu sao?" Chu Tử Đồng cười nói, "Thật ra các người biết không, tất cả những điều này là do các người ép tôi, thậm chí tôi còn không có hứng thú với vị trí gia chủ này, đáng tiếc là các người đều cho rằng tôi sẽ tranh đoạt vị trí này." Chu Hoa Liên là bác cả của Chu Tử Đồng, nếu không phải Chu Hoa Liên lười biếng thì vị trí gia chủ đã không rơi vào tay Chu Hoa Tang. Nhưng mặc dù Chu Hoa Liên cầu thả, nhưng không phải là ông ta không biết gì cả, hôm nay là một đêm không ngủ, bọn họ đều biết rằng sẽ có một cuộc quyết đấu giữa Chu Hoa Tang và Chu Tử Đồng. Nhưng kết quả khiến tất cả đều bị khiếp sợ. Chu Tử Đồng xuất hiện ở đại sảnh, nhưng Chu Hoa Tang lại biến mất, hiển nhiên Chu Hoa Tang đã xảy ra chuyện. Chu Hoa Liên thở dài một hơi, nếu muốn làm gia chủ thì cậu nói đi, tại sao cậu lại muốn làm gia chủ, cậu có thể mang đến cho chúng tôi cái gì, đây là điều là một người muốn trở thành gia chủ phải nói với mọi người. Dù rất không tình nguyện, nhưng Chu Hoa Liên cũng biết đây đã là một xu hướng rồi, Chu tử Đồng chỉ mới có một ngày mà đã trở nên như thế này, nhất định là đã phải chịu đựng rất lâu rồi. Tính cách nhẫn nhịn này thật sự rất trưởng thành, ông ta cũng đánh giá cao việc này. Chu tử Đồng mỉm cười. Các thành viên của nhà họ Chu trong đại sảnh đều đang nghĩ rằng nếu Chu tử Đồng nói những điều vô nghĩa về triển vọng tương lai của anh ta, họ lập tức không đồng ý với việc Chu tử Đồng trở thành gia chủ. Tôi cảm thấy các người tuyệt đối sẽ để tôi làm gia chủ, bởi vì nếu không để cho tôi làm gia chủ, nhà họ chu đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì, các người cũng sẽ trốn không thoát, đều sẽ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết chu tử đồng đang nói cái gì. chu Hoa Liên bước vào, sững sờ một lúc sau khi nhìn thấy chu tử đồng, nhanh chóng cười khổ nói, tử đồng, cậu muốn trở thành gia chủ nhà họ chu sao? Các thành viên của nhà họ Chu trong đại sảnh đều đang nghĩ rằng nếu Chu Tử Đồng nói những điều vô nghĩa về triển vọng tương lai của anh ta, họ lập tức không đồng ý với việc Chu Tử Đồng trở thành gia chủ. Chu Tử lực chỉ vào anh ta và nói, "Mày điên rồi sao? Mày có biết mày đang làm gì không? Mày sẽ bị trời phạt." Tôi cảm thấy các người tuyệt đối sẽ để tôi làm gia chủ, bởi vì nếu không để cho tôi làm gia chủ, nhà họ Chu đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì, các người cũng sẽ trốn không thoát, đều sẽ chết ở chỗ này. Chủ tử đồng giải thích, ý của tôi là, nếu các người không để tôi làm gia chủ, tôi sẽ giết hết các người. Tối hôm qua không phải tôi đã nói như vậy sao? Tôi sẽ giết hết những người cản đường tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 616 công trường lại có vấn đề. Chủ tử đồng cười khẩy, nhưng trước khi bị trời phạt, tôi sẽ giết hết các người. Có nhiều người làm đệm lưng như vậy, trên đường xuống hoàng tuyền tôi cũng không đơn độc. Tất cả mọi người đều tràn đầy hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vô Phong ở cửa, bọn họ lập tức trở nên nhát gan, nhất là khi nhìn thấy súng tiểu liên trong tay Diệp Vô Phong, bọn họ không dám đặt cược mạng sống với cây súng của Diệp Vô Phong. Nếu đặt cược sai, thì tất cả đều chết ở đây. Lúc này, cả đại sảnh yên lặng, sau đó là một trận náo động. Nhưng cuối cùng mọi người đều nhìn Chu Hoa Liên, giờ là lúc Chu Hoa Liên phải đưa ra lựa chọn, Chu Hoa Liên bây giờ là người có tiếng nói nhất trong đại sảnh này. Nếu ngay cả Chu Hoa Liên cũng đồng ý, họ sẽ không còn gì để không đồng ý. Chu Hoa Liên thở dài, nếu cậu đã làm chuyện như vậy rồi, tôi có lý do gì để không cho cậu trở thành gia chủ chứ? Nhất thời tất cả các thành viên trong nhà họ Chu đều đồng ý yêu cầu của Chu Tử Đồng. Về phần Chu Hoa Tang, cũng không ai để ý tới ông ta nữa, bởi vì mọi người đều biết chỉ có Chu Hoa Tang vắng mặt, hiển nhiên đã xảy ra chuyện không hay. Cho nên bây giờ không ai muốn nghĩ nhiều bọn họ chỉ muốn đảm bảo tính mạng của chính mình thôi phần còn lại tất nhiên là đơn giản hơn nhiều diệp vô phong chỉ cần nhìn chu tử đồng lên thay thế vị trí gia chủ tất cả tài liệu và tài sản đều nằm trong tay chu tử đồng sau đó chu tử đồng giải tán tất cả thành viên nhà họ chu đến chỗ diệp vô phong cười nói tôi đã trở thành người đứng đầu nhà họ chu bây giờ anh có yêu cầu gì tôi đều có thể làm được diệp vô phong rất hài lòng vậy thì khi nào có yêu cầu tôi sẽ tìm cậu sáng sớm tôi lại tới hỗ trợ cậu tôi còn phải tranh thủ về ngủ nữa chu tử đồng nhìn diệp vô phong rời đi sau đó tiếp tục giải quyết chuyện của nhà họ chu tuy rằng đã trở thành gia chủ nhưng vẫn có rất nhiều người không phục anh ta cần trục xuất tất cả những ai không phục tin tức mà chu tử đồng truyền đi đã sớm có hiệu quả nhưng lúc này hoa vĩ đã xuất hiện trước mặt anh lần này hoa vĩ tự mình tới cửa vẻ u ám trên mặt càng ngày càng đậm diệp vô phong hít sâu một hơi anh biết hội thương mại do anh thành lập cuối cùng sẽ thất bại, khi phong tử nghĩa chết, hội thương mại này sẽ xuất hiện tình trạng dạn nứt. Chỉ là anh không nghĩ tới chuyện này lại đến nhanh như vậy. Hoa Vĩ cho biết, hội thương mại đã giải tán. Diệp Vô Phong gật đầu, tôi biết, tuy rằng tôi đã dự liệu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Xem ra có người đứng sau đổ thêm dầu. Hoa Vĩ lúc này tiếp tục nói, hội thương mại đã giải tán, tôi không biết phải đi đâu. Tôi không thể hiểu nổi nhà họ Nguyên đang làm gì, cho nên nếu anh cần, tôi có thể hợp tác với anh." Diệp Vô Phong ngạc nhiên nhìn Hoa Vĩ, anh không ngờ sau khi hội thương mại giải tán, Hoa Vĩ này lại quái dị như thế. Anh tò mò hỏi, "Anh coi trọng công ty Hoa Cường của chúng tôi sao?" "Tôi chỉ không thích nhà họ Nguyên, đơn giản vậy thôi." Hoa Vĩ thờ ơ nói. Diệp Vô Phong nhún vai, nhưng anh biết Hoa Vĩ có tính cách như vậy, nói những điều như thế là điều bình thường anh quan tâm hỏi chắc là nhà họ nguyên không uy hiếp đến sự an toàn của người thân các người chứ hoa vĩ lắc đầu tôi không có những người khác thì không biết nhưng công ty của mọi người đã bị ảnh hưởng và điều tồi tệ nhất là phá sản diệp vô phong bất lực về chuyện này nhưng hiện tại anh cũng không thể giúp đỡ chỉ có thể mặc kệ hoa vĩ cao mày công ty của tôi cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều và cần một số tiền diệp vô phong có chút nghi ngờ nhìn hoa vĩ không ngờ rằng Hoa Vĩ cũng sẽ có lúc tìm người để vay tiền, trước đó còn viện ra bao nhiêu lý do trước mặt anh. Nhưng anh biết rằng chuyện hợp tác chắc là sự thật. Chỉ là tiền thôi mà, chỉ cần liên hệ với công ty Hoa Cường, công ty sẽ giúp anh. Đương nhiên Diệp Vô Phong sẽ không từ chối giúp đỡ Hoa Vĩ. Sau khi Hoa Vĩ giải quyết xong công việc của công ty, anh ta có vẻ nhẹ nhõm hơn, đáng tiếng Phong Tử Nghĩa đã chết, tôi nghĩ nhà họ Nguyên sẽ chỉ chĩa hết mũi nhọn về phía anh diệp vô phong ảm đạm nói tôi cũng tưởng rằng lúc đó mọi mâu thuẫn của nhà họ nguyên đều đã chĩa vào tôi nhưng không có thay vào đó tôi bị nhà họ nguyên coi như một quân cờ người có thể làm được loại chuyện này tuyệt đối không đơn giản khuôn mặt nguyên hút trực tiếp lóe lên trong đầu diệp vô phong bây giờ nguyên đông thành đã chết hành vi của nguyên hút hẳn là sẽ càng trở nên điên cuồng nhưng cho đến nay anh vẫn chưa thấy nguyên hút ra tay giống như là đã mai danh ẩn tích vậy nhưng anh biết rằng tình huống này là nguy hiểm nhất đối phương đang ấp ủ thực hiện một âm mưu lớn diệp vô phong nhắc nhở hoa vĩ nói tóm lại nếu anh hợp tác với tôi nhất định phải bảo vệ người nhà thật tốt tuyệt đối không được để người nhà của anh bị thương cuối cùng cho người nhà của anh đi du lịch bên ngoài một tháng đi hoa vĩ lắc đầu không cần diệp vô phong nhìn hoa vĩ với một chút tò mò nhưng hoa vĩ nói trong nhà chỉ có một mình tôi tôi không có gì phải lo lắng cả Diệp vô phong sừng sốt một chút, nhưng cuối cùng cũng có phản ứng, vỗ vỗ hoa vĩ, cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao anh lại quái dở như thế. Sau khi tiến hoa vĩ đi, anh trở về nhà của mình, lúc này Lâm Thư Âm đã đi làm, Diệp vô phong chỉ có thể đi ngủ một mình thôi. Sau khi thức dậy, Diệp vô phong nhận được cuộc gọi từ Lâm Thư Âm rằng trên công trường lại có vấn đề. Diệp vô phong vội vàng đến trụ sở của công ty Hoa Cường, Bây giờ trụ sở của công ty Hoa Cường nằm ở khu thương mại cách khu đất này không xa, trên tầng 3 của một tòa nhà. Vì là một địa điểm văn phòng tạm thời, môi trường tương đối đơn giản, ban đầu, công ty Hoa Cường dự định xây dựng nguyên mẫu của trung tâm thương mại trong một tháng. Khi đó, địa chỉ văn phòng của họ sẽ được chuyển thẳng đến trung tâm thương mại. Nhưng hiện tại hình như lại có một số vấn đề trong việc xây dựng, và những vấn đề này còn rất nghiêm trọng. Khi đến văn phòng, Lâm Thư Âm và Hoa Vũ đang thảo luận biện pháp đối phó, khi vào phòng làm việc, Lâm Thư Âm vội vàng đứng dậy nói với Diệp Vô Phong về tình hình hiện tại. Hóa ra không có nhà máy nào sẵn sàng bán vật liệu xây dựng cho họ. Thiện vật liệu xây dựng của họ đang bị thiếu, nhiều công nhân đã muốn đình công nghỉ việc. Lúc đầu họ đã có thiện chí bán cho chúng ta, họ nâng giá lên thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ các lái buôn đều không muốn bán cho chúng ta, vì vậy vấn đề này càng khó giải quyết hơn. Lâm Thư Âm bất lực ngồi trên ghế. Hiện tại cô không nghĩ ra được cách nào, giống như là Liêu Tây đã phong tỏa công ty Hoa Cường vậy. chương 617, gặp Chiêu Hủy Chiêu. Diệp vô phong xoa xoa thái dương của Lâm Thư Âm, cười nói thực ra anh đã sớm dự liệu được loại chuyện này rồi. Dù sao thì Liêu Tây cũng nằm trong tay của nhà họ Nguyên, về mặt xây dựng sẽ không bao giờ giúp đỡ chúng ta. Thủ đoạn bỏ đá xuống giếng này đương nhiên là chuyện mà nhà họ Nguyên có thể dễ dàng làm được. Lâm Thư Âm rất bất lực, nhưng nếu không có vật liệu xây dựng, công trường của chúng ta sẽ không thể khởi công, hơn nữa nếu chúng ta chuyển vật liệu từ nơi khác đến, chi phí sẽ rất cao. Diệp Vô Phong nói, "Đừng lo lắng, chuyện này cứ giao cho anh, mọi thứ anh đã có tính toán rồi." Lâm Thư Âm chỉ có thể gật đầu một cái, cô cũng tin tưởng vào năng lực của Diệp Vô Phong, nếu Diệp Vô Phong đã nói có thể giải quyết vấn đề, vậy thì nhất định sẽ có khả năng. Diệp Vô Phong chưa bao giờ làm cô thất vọng. Diệp Vô Phong lấy điện thoại ra và gọi cho Chu Tử Đồng. Mặc dù nhà họ Nguyên đã phong tỏa công ty Hoa Cường, nhưng cũng không cấm các xí nghiệp địa phương ở phía Liêu Tây, chỉ cần nhà họ Chu mua vật liệu xây dựng ở Liêu Tây thì vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết. Nhà họ Chu đột nhiên mua một lượng lớn vật liệu xây dựng, khiến nhiều xí nghiệp ở Liêu Tây có chút tò mò, dù sao thì nhà họ Chu không giành được mảnh đất nào, cũng không có tình huống xây cao ốc gì cả. Vụ mua bán quy mô lớn đột ngột này quả thực khiến nhiều người chú ý, Nguyên Trần cũng chú ý tới, ông ta nhíu mày, nhà họ Chu này đang làm cái trò gì vậy? Lúc này Nguyên Phong từ bên ngoài đi vào, tìm một cái ghế đầu ngồi xuống, tự mình rót một tách trà, Nguyên Trần nhìn Nguyên Phong có chút khó hiểu. Nguyên Phong đi giải quyết chuyện tin tức, tại sao lại trở về vào lúc này? Nguyên Trần nhìn Nguyên Phong với ánh mắt dò hỏi, nhưng không nói gì, những người nhà họ Nguyên đứng xung quanh rất khó chịu nguyên tử kiệt chỉ vào nguyên phong nói cậu có quyền gì mà ngồi trên ghế hả ngày hôm qua giao việc cho cậu cậu còn làm chưa xong chẳng phải hôm qua nói hay lắm sao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi giao cho cậu cũng không có vấn đề gì hiện tại tôi lại nghe có tin đồn truyền đến rồi đấy nguyên phong hờ hững liếc nhìn nguyên tử kiệt anh có biết giải pháp tốt nhất cho loại chuyện tin đồn này là gì không là gì nguyên tử kiệt có chút lúng túng khi nghe thấy điều này nguyên phong cười nói đương nhiên Tôi dùng những câu chuyện gây sốc hơn để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Nguyên Tử Kiệt lùi lại một bước, nhưng anh ta không biết Nguyên Phong nói như vậy là có ý gì, thay vào đó, Nguyên Trần mỉm cười nói, có thể nghĩ ra phương pháp này thực sự không rồi, ít nhất cho thấy rằng cháu vẫn còn suy nghĩ để giải quyết sự việc. Nguyên Phong nhún vai, vì vậy, sự chuẩn bị của cháu gần như bắt đầu có hiệu quả rồi. Nguyên Trần nhìn Nguyên Phong có chút khó hiểu, vậy cháu đã làm gì? Có thể chuyển hướng mọi ánh mắt sao? nguyên phong mỉm cười không biết lát nữa ông nội sẽ biết sao nguyên trần tò mò nhìn nguyên phong nhưng nguyên phong chỉ ngồi trên ghế rất thản nhiên lắng nghe cuộc thảo luận của các thành viên trong gia đình nhanh chóng nói rõ ràng là nhà họ chu này đã làm phản giúp mua những vật liệu xây dựng cho công ty hoa cường nguyên trần gật đầu ông cũng nghĩ như vậy nhưng nhất thời không có chứng cứ gì cả nguyên phong thờ ơ nói làm chuyện bây giờ còn cần bằng chứng sao đã đến thời điểm mấu chốt rồi thà giết lầm còn hơn bỏ sót, việc chúng ta phải làm bây giờ là không buông tha cho ai cả, trước tiên cứ tiêu diệt nhà họ Chu đi, như vậy có thể lập uy quyền cho nhà họ Nguyên. Nguyên Trần cao mày khi nghe những lời của Nguyên Phong, cách làm của Nguyên Phong này thực sự tàn nhẫn, nhưng nó rất hợp với ông ta. Ông ta nhanh chóng cười nói, cháu đúng là không rồi, vậy cứ làm theo lời cháu nói đi, cháu có ý tưởng gì thì cứ nói ra. Thái độ của Nguyên Trần khiến những người nhà họ Nguyên rất khó hiểu, Họ không biết tại sao Nguyên Trần lại coi trọng một tên tiểu bối như thế, hơn nữa còn có vẻ rất đồng tình với lời của Nguyên Phong. Đương nhiên, loại chuyện này khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì ngay cả Nguyên Tông Kiệt cũng không nhận được cách đối xử như vậy, Nguyên Tông Kiệt cũng chỉ có thể làm theo lời của Nguyên Trần. Nhưng sẽ không bao giờ có thể khiến Nguyên Trần làm theo lời của mình. Thái độ của Nguyên Trần đối với Nguyên Phong khiến nhiều người bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ thấy Nguyên Trần đánh giá cao một tiểu bối đến vậy. Nguyên Phong mỉm cười, "Quên đi, nếu đã như vậy thì cháu sẽ nói hết tất cả suy nghĩ của cháu một lần luôn." Vật liệu xây dựng của Hoa Cường không chỉ mua qua nhà họ Chu, mà còn có thể vận chuyển từ bên ngoài vào, mọi người nên cẩn thận với bên vận chuyển vật liệu xây dựng từ Liêu Đông đi. Nguyên Tử Kiệt buồn bực, "Cậu thì biết cái gì, vận chuyển vật liệu xây dựng từ Liêu Đông đến ư? Chi phí ở phương diện này rất lớn, nếu vận chuyển vật liệu xây dựng từ Liêu Đông về thì nhất định sẽ lỗ." chưa kể trung tâm thương mại này có thể mang lại cho họ bao nhiêu lợi ích chứ, số tiền bỏ ra cũng đủ để hạ gục Hoa Cường trước khi trung tâm thương mại được xây dựng. Nguyên Trần chỉ rất tò mò về việc Nguyên Phong nghĩ như thế nào về điều này. Nguyên Phong khinh thường nói, cho nên mới nói anh là đồ cặn bã cũng không sai mà, tự dùng đầu ngẫm lại sẽ biết, bây giờ thứ người ta muốn là kiếm tiền sao? Thứ bọn họ muốn chính là giết chết nhà họ Nguyên chúng ta mà thôi. Vậy ý của cậu là bọn họ đang dùng tiền để đấu với chúng ta sao nhưng nói như vậy thì hoa cường chắc chắn sẽ thua lỗ chúng ta chỉ cần án binh bất động công ty hoa cường sẽ không thể làm gì chúng ta được nguyên thuật ở một bên đi lên nguyên thuật là cháu trai của nguyên trần vì vậy anh ta lớn hơn nguyên phong một thế hệ nguyên thuật có khuôn mặt chữ điền thân hình cường tráng nhưng tính tình lại rất hiền lành nếu không phải nhà họ nguyên gặp khủng hoảng anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà họ nguyên bởi vì nguyên thuật luôn hy vọng rằng anh ta có thể tạo ra một giang sơn khác thông qua sự cố gắng của bản thân nhưng không may vì tính cách mềm yếu của anh ta mọi thứ anh ta làm đều trở nên tẻ nhạt không có được giang sơn thay vào đó anh ta có được danh hiệu một người hiền lành ban đầu nguyên thuật cũng cảm thấy rất tức giận nhưng sau đó anh ta cũng không quan tâm nữa dù sao thì tính cách của anh ta vẫn rất hiền lành nguyên phong nhìn nguyên trần rất nghiêm túc trong đại sảnh này anh ta không quan tâm đến ai nhưng không thể không quan tâm nguyên trần dù sao đây cũng là người đứng đầu nhà họ nguyên một người nắm trong tay huyết mạch của toàn bộ liêu tây một người như vậy có thể được gọi là anh hùng kiệt xuất anh ta cười nói làm việc gì cũng phải suy nghĩ mọi việc từ góc độ của đối phương hiện tại toàn bộ liêu tây đã thực hiện phong tỏa công ty hoa cường cho nên muốn mua đồ ở liêu tây là chuyện tuyệt đối không được nhưng tình thế đường cùng của công ty hoa cường chỉ xuất hiện ở bề ngoài mà thôi nguyên phong dừng dưng đi về phía trước đến trước mặt Nguyên Thuật, nhưng thật ra, ngoài nhà họ Chu, ai biết bọn họ có hợp tác với bao nhiêu công ty chứ? Công ty của Phong Tử Nghĩa đều nằm trong tay anh ta. chương 618, Người thông minh của nhà họ Nguyên. Nhưng đây chỉ là những gì chúng ta biết. Chúng ta đã cấm mua bán hàng cho họ ở thị trường Liêu Tây, và không công ty nào sẽ bán đồ cho họ. Nguyên Thuật tiếp tục nói. Nguyên Phong nhún vai, đây hoàn toàn không phải là điều anh ta muốn, vì vậy các người có cấm cũng không sao, anh ta sẽ chuyển một số vật liệu từ Liêu Đông và sau đó giả vờ rằng các công ty khác cũng đang âm thầm bán vật liệu xây dựng cho công ty Hoa Cường, như vậy thì các công ty khác cũng sẽ bán theo, dù sao cũng chẳng vi phạm pháp luật, quan trọng nhất là kiếm tiền. Tất cả mọi người đều náo động, đương nhiên không ai ngờ sẽ đi sâu đến vậy, nhưng bọn họ biết rằng những gì Nguyên Phong nói nhất định có thể xảy ra. Đối với một công ty lớn như công ty Hoa Cường, để tìm ra giải pháp cho vấn đề này Chắc hẳn chỉ có thể sử dụng những phương pháp xảo quyệt. Như những gì Nguyên Phong đã nói. Nguyên Trần nheo mắt lại, ông ta không ngờ Nguyên Phong lại nghĩ thấu đáo tất cả chuyện này, có một số chuyện đến cả ông ta còn không có nghĩ tới. Suy nghĩ một hồi, ông ta cười nói, nếu đã như vậy, thế cháu nghĩ chúng ta nên làm gì mới tốt? Nguyên Phong tự tin nói, đương nhiên loại chuyện này rất đơn giản, chỉ cần mời tất cả các người phụ trách công ty xây dựng đến nhà họ Nguyên, đập đi đập lại là được nguyên trần gật đầu cách xử lý của nguyên phong rất đơn giản nhưng cũng là hữu hiệu nhất chuyện này sẽ giao cho cháu cậu đã giải quyết xong chuyện tin tức kia chưa nguyên trần thờ ơ hỏi nguyên phong gật đầu tối nay mọi người sẽ biết diệp vô phong lúc này đang chống cầm nhìn lâm thư âm trong phòng làm việc vợ anh thật sự rất xinh đẹp cho dù có làm gì đi trang nữa thì cô cũng ở trạng thái xinh đẹp nhất dù nhìn ngắm cả trăm lần anh cũng không bao giờ cảm thấy chán lâm thư âm bị ánh mắt như sói của diệp thiếu phong nhìn nên có chút ngượng ngùng vội vàng tức giận chừng mắt nhìn diệp vô phong nhưng diệp vô phong thậm chí còn làm càn hơn bà xã của anh thật sự rất xinh đẹp dù là lúc nào cũng xinh đẹp nhất diệp vô phong thấy lâm thư âm có vẻ tức giận nên vội nói lâm thư âm càng cúi đầu xấu hổ tâm tư vốn dĩ nhìn vào bản hợp đồng cũng bị xáo trộn cô nhanh chóng nói anh đừng làm phiền em anh không có việc gì làm sao Hoa Cường vừa đến Liêu Tây, nhất định có rất nhiều việc phải làm. Diệp Vô Phong lắc đầu cười nói, những thứ đó có thể giao cho người khác làm, anh chỉ cần phụ trách chỉ huy là được. Lúc này, Hoa Vũ vội vàng đi tới văn phòng, rất lo lắng nói, "Chủ tịch Diệp, tổng giám đốc Lâm, xem này, đây là tin tức tuyên bố của 6 doanh nhân ở Liêu Tây, hình như họ tuyên bố phản đối công ty Hoa Cường." Diệp Vô Phong vỗ tay nói, "Rất tốt, nhưng không ai có thể phá được nước đi của tôi đâu." nhưng dù có phá được thì cũng vô dụng. Cuối cùng, công ty Hoa Cường cũng sẽ thắng, đây là xu hướng." Hoa Vũ chỉ lo lắng nói, "Có nên tìm cách vãn hồi một chút không?" Diệp Vô Phong lắc đầu, "Đương nhiên không cần, cho dù bọn họ mở cuộc họp báo để ổn định tinh thần chiến sĩ, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều doanh nhân tỏ thái độ hoài nghi, chỉ cần bọn họ còn ở đó thì chúng ta có thể lợi dụng sơ hở mà vào." Lúc này Hoa Vũ mới bỏ bớt lo lắng xuống. Diệp Vô Phong còn nói, anh đi chú ý tình hình nguyên liệu vận chuyển từ Liêu Đông đi, tôi đã bao cả xe lửa, ước chừng cũng đủ cho chúng ta dùng trong một tuần rồi, cuối tuần tôi sẽ khiến cho nhà họ Nguyên hoàn toàn tan rã, đến lúc đó nhà họ Nguyên muốn đánh bại công ty Hoa Cường là chuyện hoàn toàn không thể. Diệp Vô Phong biết rằng chỉ cần cục Hồng Thuẫn luôn đứng về phía họ, họ sẽ có mọi lợi thế và tất cả các cơ quan chính phủ sẽ bật đèn xanh cho họ. Nếu họ không vượt qua ranh giới, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Chỉ là anh có chút tò mò, là ai của nhà họ Nguyên có thể làm ra chuyện tuyên bố tin tức này. Xem ra nhà họ Nguyên không phải không có ai, cuối cùng cũng có một người thông minh hơn đã xuất hiện. Diệp Vô Phong mỉm cười, tuy vậy nhưng anh vẫn không hề lo lắng chút nào. Xu hướng vẫn nghiêng về phía bọn họ, bọn họ điều khiển phương hướng của toàn bộ trận địa Liêu Tây, cho nên anh không cần phải lo lắng. Nhà họ Nguyên nhất định sẽ xong đời, đây là quyết định của bên trên, loại chuyện này đã định sẵn sẽ không có cách nào thay đổi ngay khi diệp vô phong đang tính đi tìm người thông minh của nhà họ nguyên bên dưới công trường dường như lại xảy ra một cuộc cãi vã diệp vô phong nhíu mày vội vàng đi xuống lâm thư âm bị anh đè lại trên ghế để lại chuyện vặt vãnh này cho anh em nên tiếp tục xem hợp đồng của mình và suy nghĩ xem công ty hoa cường có thể phát triển nhanh nhất ở liêu tây bằng cách nào đi diệp vô phong thấy lâm thư âm gật đầu thì liền đi xuống sau đó liền nhìn thấy phía dưới có một nhóm người một nhóm công nhân xây dựng, sau khi đến công trường thì bọn họ hô to đòi tìm ông chủ công trường. Diệp vô phong đi tới, tò mò nhìn đám công nhân rồi hỏi, tôi là ông chủ của công trường này, nếu có chuyện gì cứ nói cho tôi biết. Vương Đồng Phi đi lên và nói, chúng tôi đến từ đội xây dựng Thịnh Hưng. Chúng tôi muốn đến đây tìm một công việc, xin hỏi còn có việc nào không? Diệp vô phong cao mày nhìn 40-50 công nhân phía sau Vương Đồng Phi, đương nhiên anh sẽ lo lắng những công nhân này được nhà họ nguyên kêu qua nhưng nếu từ chối thì ai biết được những người công nhân này sẽ làm cái quái gì vì vậy anh cười nói tôi xin lỗi chúng tôi cần thảo luận vấn đề này với chủ tịch của chúng tôi vì vậy mọi người có thể để lại thông tin liên lạc nếu chúng tôi cần thì sẽ gọi cho mọi người vương thông phi lắc đầu thời gian của chúng tôi cũng rất eo hẹp anh cứ nói có giao việc cho chúng tôi hay không thôi hơn nữa tay chân của chúng tôi đều rất gọn gàng nhanh nhẹn điểm này anh có thể hỏi ông chủ mà chúng tôi hỗ trợ trước đó sẽ biết diệp vô phong nhìn vương đồng phi anh nghĩ lại rồi nói đã như vậy thì tôi sẽ nhận các người nhưng ba ngày sau các người mới có thể đến để bắt đầu công việc bởi vì công trường hiện không có đủ vật liệu xây dựng vương đồng phi nở nụ cười chúng tôi có thể chờ chuyện này anh cứ yên tâm diệp vô phong nhìn vương đồng phi dẫn theo người của anh ta đi về lúc này anh mới vẫy tay với hoa vũ đi kiểm tra đội xây dựng thịnh hưng này tôi muốn biết họ đến từ đâu. Hoa Vũ nhanh chóng rời khỏi công trường. Lúc này, một đội xây dựng địa phương đột nhiên xuất hiện xin việc, đương nhiên có chút kỳ quái. Sau khi Vương Đồng Phi đưa đội xây dựng trở lại căn nhà cho thuê, anh ta nhìn thấy Nguyên Húc đang ngồi trên ghế đầu, thờ ơ nhìn mình. Anh ta vội vàng bước tới với nụ cười trên môi, xếp Nguyên, chúng tôi đã làm theo yêu cầu của ông rồi, không biết tiếp theo chúng tôi phải làm gì. chương 619, Tương kế tự kế nguyên húc nở một nụ cười lãnh đạm không cần làm gì cả chỉ cần đợi ba ngày sau là có thể đến công trường sau khi đến công trường tôi muốn các người đánh cho tàn phế hết số công nhân xây dựng do công ty hoa cường đưa tới toàn thân vương đồng phi run lên nhưng nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nguyên húc anh ta chỉ có thể nuốt nước bọt mà gật đầu anh ta biết nguyên húc không thể bị khiêu khích thủ đoạn của chi thứ nhà họ nguyên này tàn nhẫn hơn cả chi chính anh ta đã tận mắt chứng kiến nguyên húc giết những kẻ đã đắc tội đến nhà họ nguyên như thế nào phương thức tàn nhẫn giết người không chớp mắt dường như trong mắt nguyên húc giết người cũng giống như giết động vật cũng không có nhiều biểu hiện cảm xúc quá tàn nhẫn và quá máu lạnh một kẻ như vậy chắc chắn sẽ là đau phủ nếu đặt ở thời cổ đại vương đồng phi không muốn bị nguyên húc giết chết cho nên anh ta chỉ có thể làm theo lời nguyên húc ai bảo anh ta đã nhận tiền của người ta chứ anh ta cười gượng nhìn Nguyên Húc rời đi, sau đó mấy anh em bọn họ mới tụ họp lại với nhau, một mình anh ta thì nhất định là không làm được, tất cả mọi chuyện đều cần sự đồng ý của mấy anh em, đương nhiên anh ta cũng không cần mượn sức toàn bộ đội xây dựng, chỉ một nửa trong số họ là đủ rồi. Nhưng anh ta biết chỉ cần nửa số người này bắt đầu, thì nửa còn lại dù không muốn làm theo ý anh ta thì cũng sẽ không làm gì được. Dù sao thì đa số đều là bèo nước gặp nhau và trước khi họ hình dung ra chuyện gì, nếu công trường bắt đầu đánh nhau, họ chắc chắn sẽ tham gia. Và đương nhiên họ sẽ giúp những người thuộc đội xây dựng của họ, tất nhiên là không thể giúp những người ở đội xây dựng khác được. Vương Đồng Phi biết rõ điều này, vì vậy anh ta có thể làm theo những gì nguyên húc giao cho anh ta. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc này. Trong trụ sở của công ty Hoa Cường, Hoa Vũ đã tra hết thông tin của đội xây dựng rồi đặt tài liệu lên bàn. Diệp Vô Phong đọc xong tài liệu thì cao mày nói, thế này thì có vẻ đội xây dựng không có vấn đề gì. Chỉ là một đội xây dựng địa phương, đến đây tìm việc thôi sao? Hoa Vũ do dự, tuy nói như vậy, nhưng Chủ tịch Diệp không cảm thấy thái độ của bọn họ quá kiêu ngạo sao? Diệp Vô Phong cười nói, kiêu ngạo là điều bình thường. Dù sao đây cũng là lãnh thổ của người ta, trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là rồng băng qua sông. Như có câu nói, một con rồng mạnh mẽ không thể áp đảo những con rắn địa phương đấy. Hoa vũ gật đầu, đúng vậy, chắc là bọn họ đã nghĩ như thế, nhưng nghĩ như vậy cũng đúng, dù sao chúng ta đều biết nước trong ngành xây dựng rất sâu mà. Hoa yêu biết rằng nhiều thứ về vật liệu xây dựng cần phải được báo cáo. Việc chính phủ có cho hay không tùy thuộc vào tâm trạng. Dù sao thì không có danh giới tiêu chuẩn cho những thứ như vậy. Nếu bạn tuân theo các danh giới tiêu chuẩn, thì hầu hết các công trình ở Trung Quốc đều không đủ tiêu chuẩn. Vì vậy bạn có thông qua được hay không còn phụ thuộc vào việc bên chính phủ có cho hay không, họ là người ngoài, nếu bình thường thì họ sẽ không bao giờ cho. Địa phương không có ai hỗ trợ nên đương nhiên không cách nào vượt qua một số cuộc kiểm duyệt, nhưng điều mà Vương Đồng Phi không ngờ là công ty Hoa Cường được bật đèn xanh ở toàn bộ Trung Quốc, đừng nói là Liêu Tây, ngay cả biên giới Trung Quốc thì bọn họ cũng có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ chính phủ để vượt qua một số cuộc kiểm tra. Cho nên chuyện này cũng đủ khiến đám người Diệp Vô Phong không chút nào hoảng sợ. Chỉ là Diệp Vô Phong không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, cười nói, tuy rằng thông tin bên trên cho thấy đội xây dựng Thịnh Hưng không có gì khả nghi, nhưng đây là nơi đáng ngờ nhất. Hoa Vũ nhìn Diệp Vô Phong có chút khó hiểu, Diệp Vô Phong giải thích, nghĩ đi, hiện tại tất cả các doanh nghiệp ở Liêu Tây bây giờ cần phải có quan hệ tốt với nhà họ Nguyên mới có thể làm ăn. Nếu không có nhà họ Nguyên hỗ trợ thì sẽ nhanh chóng bị các đối thủ khác bóp chết. Cho nên vì đội xây dựng Thịnh Hưng này vẫn có thể tồn tại ở Liêu Tây mà không có quan hệ với nhà họ Nguyên, hẳn là phải có mánh khóe gì đó." Hoa Vũ nghiêm túc nhìn, sau đó nhanh chóng nói, "Vậy bây giờ tôi sẽ đi từ chối bọn họ." Diệp Vô Phong xua tay, "Không cần, tôi đoán bọn họ tới đây cũng không phải thực sự tìm việc. Nếu là tôi, muốn công trình dừng lại thì sẽ để cho người của đội xây dựng Thịnh Hưng và đội xây dựng của chúng ta đánh nhau, tốt nhất nên có một vài người chết hoặc một chục người tàn tật." để toàn bộ thời gian xây dựng có thể bị trì hoãn. Sắc mặt hoa vũ đại biến, anh ta hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện này, đương nhiên cũng chưa từng nghĩ tới nhà họ nguyên lại làm ra chuyện đê hèn như vậy, thậm chí còn nghĩ dùng biện pháp này để tấn công công ty hoa cường. Thủ đoạn này thật sự rất thâm sâu, hoa vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp vô phong lắc đầu, thương trường như chiến trường, cái gì cũng có thể làm được, việc quân cơ không nề dối trá, đạo lý này chẳng lẽ anh không biết sao? Hoa Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng tôi biết trong cuộc cạnh tranh thì luôn sử dụng một số thủ đoạn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy loại hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật này. Diệp Vô Phong biết Hoa Vũ luôn ở công ty Hoa Cường, nhưng anh ta chưa bao giờ tiếp xúc với mặt tối này, nếu Lâm Thư Âm không chuyển anh ta đến đây, thì cả đời này Hoa Vũ cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với loại chuyện này. Nhưng bây giờ tiếp xúc cũng tốt, ít nhất sau này Hoa Vũ đã thích ứng và có thể tự mình đảm đương được. Diệp Vô Phong biết mình sẽ không ở mãi nơi này, anh còn rất nhiều nơi phải đi, cho nên phía liêu tây này cần có người phải tỏa chấn. Và người có thể tỏa chấn thì rất ít, nếu có thể bồi dưỡng hoa vũ được thì là tốt nhất. Diệp Vô Phong nghĩ tới đây, gõ bàn nói, vậy anh đi đến công ty chính hòa một chuyến, tôi cần anh đến đó mời một số vệ sĩ tới đây. Anh nói xong liền mỉm cười, trong lòng nghĩ đến cảnh tượng sau khi công ty chính hòa và nhà họ Nguyên ở trạng thái dương cung bạt kiếm, thật là phấn khích hoa vũ nhanh chóng đi làm chuyện này diệp vô phong quay đầu nhìn lâm thư âm đang xem bản hợp đồng lúc nãy thấy lâm thư âm nhìn chằm chằm một bản hợp đồng giống như là bị mê hoặc điều này làm cho diệp vô phong rất tò mò rốt cuộc là làm sao vậy tại sao cứ nhìn vào hợp đồng thế diệp vô phong mỉm cười đi tới sờ sờ đầu của lâm thư âm được rồi nếu có nghi ngờ gì em có thể nói cho chồng của em mà lâm thư âm đứng dậy nghe xong lời này cô bất lực lấy ra bản hợp đồng đang xem, anh xem bản hợp đồng này đi, em luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. chương 620, chu tử đồng bị bắt đi. Diệp vô phong cầm lấy bản hợp đồng trong tay, sau đó nhíu mày nhìn bản hợp đồng, cười nói, chất lượng vật liệu xây dựng có vấn đề, nhìn chỗ này đi, chất lượng ở đây không đồng nhất với chất lượng mà chúng ta yêu cầu. Em cho người điều tra một chút, nhất định sẽ có thể tra được là ai đã dở trò, Lâm Thư Âm nhìn vào điều lệ của hợp đồng mà Diệp Vô Phong chỉ vào, đột nhiên cố tỉnh ngộ. Diệp Vô Phong cười nói, xem ra lần này mấy người em mang tới có người muốn phản bội chúng ta. Tất nhiên, Lâm Thư Âm biết rằng việc thay đổi hợp đồng chắc chắn là điều mà chỉ những người trong công ty Hoa Cường mới có thể làm được, và nhóm soạn thảo hợp đồng mới có đủ tư cách để làm điều đó. Chỉ là Lâm Thư Âm không hiểu những người cô đưa tới đều là do cô tự mình tuyển chọn, đều là do cô tin tưởng, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Diệp Vô Phong xoa đầu Lâm Thư Âm, "Không phải em sẽ biết mọi chuyện sau khi điều tra rõ ràng sao? Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, lần này cũng có thể khiến chúng ta cảnh giác cao hơn, không phải người chúng ta đưa tới đây đều sẽ trung thành, và có thể một ngày nào đó họ sẽ phản bội chúng ta." Lâm Thư Âm chỉ có thể bất lực đồng ý với những gì Diệp Vô Phong đã nói. Sau khi Diệp Vô Phong xử lý xong mọi chuyện, anh đi ra ngoài, ngay sau đó Hoa Vũ đã mang theo 34 người vệ sĩ tới. Nhanh vậy sao? Diệp vô phong kinh ngạc nhìn Hoa Vũ. Hoa Vũ cũng có chút khó hiểu. Anh ta nói, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vừa mới nói với ông chủ của công ty chính hòa rằng tôi muốn 30 vệ sĩ. Bọn họ liền cho tôi, nói là chỉ cần đủ tiền là được, không hỏi tôi muốn làm gì cả. Diệp vô phong mỉm cười, tôi nghĩ tôi biết hai người trịnh phi đang nghĩ gì. Không ngờ gần đây hai người bọn họ lại không vui đến thế. Nhưng đúng vậy, hiện tại toàn bộ quan chức Liêu Tây đang điều tra bọn họ, hơn nữa nhà họ nguyên cũng không định giúp bọn họ nữa hoa vũ cười nói vậy chúng ta không phải đang làm ngư ông đắc lợi sao diệp vô phong gật đầu đúng thế hơn nữa bọn trịnh phi có lẽ còn phải thảm hơn người của chính công ty bọn họ lại ra tay với đoàn đội của nhà họ nguyên tương đương với việc đứng ở phía đối diện với nhà họ nguyên tôi thật sự muốn biết kết quả cuối cùng của bọn họ sẽ là gì hoa vũ gật đầu cùng những vệ sĩ này nhanh chóng tiến vào công trường theo chỉ dẫn của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong tiếp tục đi ra ngoài, vừa ra tới cửa liền thấy có người vội vàng chạy tới, chán lấm tấm mồ hôi. Diệp Vô Phong có chút tò mò nhìn người xa lạ này, chỉ thấy người đàn ông trung niên này mặc vest đen, vội vàng nói anh là Diệp Vô Phong đúng không? Diệp Vô Phong gật đầu, có chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên vội nói, tôi là Chu Sài, quản gia của Chu Tử Đồng, hôm nay cậu chu bị người nhà họ nguyên bắt đi trước khi đi cậu ấy bảo tôi đến đây nói với anh một tiếng diệp vô phong cao mày xảy ra khi nào mới một giờ trước vậy tôi biết rồi ông trước trở về đi ổn định nhà họ chu tôi sẽ đưa chu tử đồng trở về diệp vô phong lãnh đạm nói nói xong anh trực tiếp đi thẳng đến nhà họ nguyên lúc này chu sài đang hơi khó hiểu nhìn diệp vô phong một mình đi đến nhà họ nguyên chẳng phải là muốn đâm đầu vào chỗ chết sao. Nhưng ông ta chỉ là quản gia, nên cũng biết nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta, ông ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Ông ta vội vàng xoay người chạy về phía nhà họ Chu. Diệp vô phong một mình đến nhà họ Nguyên, lúc này anh mới nở nụ cười, hoàn toàn không sợ nhà họ Nguyên sẽ tấn công mình. Anh đi đến trước mặt bảo vệ nhà họ Nguyên, cười nói, phiền anh vào trong báo giúp tôi một tiếng, Nói là Diệp Vô Phong của công ty Hoa Cường muốn gặp gia chủ Nguyên Trần. Sắc mặt của người bảo vệ thay đổi sau khi nghe Diệp Vô Phong tự giới thiệu, anh ta cũng biết nhà họ Nguyên hiện đang đấu đá với công ty Hoa Cường. Đương nhiên, một người bảo vệ không dám lộn xộn, vì vậy anh ta vội vàng bước vào phòng bảo vệ của mình để gọi điện thoại, và anh ta đã nhanh chóng nhận được câu trả lời. Anh ta đi ra, nhìn về phía Diệp Vô Phong, chờ một lát, quản gia sẽ đi ra đón anh. Diệp Vô Phong cũng không vội. Dù sao đối phương cũng biết anh tới, cho nên Chu tử Đồng ít nhất cũng an toàn, dù sao Chu tử Đồng có thể coi như là một con tin. Sau hơn 10 phút, Diệp Vô Phong cuối cùng cũng nhìn thấy vị quản gia có bộ râu ngắn, khoảng 40 tuổi, mặc một bộ lễ phục màu đen, trên đầu có đội mũ, trên tay còn cầm cây gậy, dáng vẻ này giống như một quản gia ở một nước phương Tây. Có thể trở thành quản gia của nhà họ Nguyên, đương nhiên cũng có chút tài năng. Diệp Vô Phong cũng không ngạc nhiên trước điều này quản gia mỉm cười nói là chủ tịch diệp sao mời đi theo tôi ông chủ đã đợi cậu ở đại sảnh diệp vô phong hờ hững nhún vai chủ nhân của ông còn ở đại sảnh chờ tôi sao tôi thấy không phải ông ta chờ mà là sát thủ nhỉ quản gia cười gượng nói chuyện đó thì tôi không biết nhưng trước đó tôi đã nhìn thấy chủ nhân ở đại sảnh nếu không tin thì lát nữa cậu sẽ biết diệp vô phong nhún vai nghe nói nguyên trần đưa chu tử đồng đến đây đúng không Quản gia lắc đầu, "Chuyện này thì tôi cũng không biết, tôi chỉ là quản gia thôi, tôi chỉ có nhiệm vụ lo cơm nước và sinh hoạt hàng ngày của ông chủ, còn lại thì tôi không biết gì cả, nếu cậu muốn biết gì thì cứ hỏi chủ nhân của tôi." Đương nhiên Diệp Vô Phong sẽ không tin những gì quản gia nói, nhưng vì quản gia không muốn nói nên anh cũng không thể ép buộc. Nhưng ít nhất chắc chắn rằng Chu Tử Đồng vẫn còn sống. Điều khiến Diệp Vô Phong ngạc nhiên là tốc độ của đám người này có phải hơi nhanh không? Anh vừa mới rời khỏi nhà Chu tử Đồng không lâu sau thì bọn họ đã đưa Chu tử Đồng đi, hoàn toàn có người đoán được Chu tử Đồng và mình có quan hệ hợp tác, cho nên mới dám làm chuyện như vậy. Nếu Chu tử Đồng bị bắt đi mà không có lý do, các gia đình và doanh nhân khác ở Liêu Tây sẽ rất ngạc nhiên và hoảng sợ. Sau khi đi theo quản gia đến đại sảnh, nhìn thấy Nguyên Trần đang ngồi trên ghế chính vị, còn Tống Thanh Vân đang đứng bên cạnh Nguyên Trần, còn cao thủ ở cảnh giới tông sư bị anh phế bỏ đã không còn thấy nữa xem ra đã bị đuổi về nhà, dù sao hai tay của người kia cũng đã bị đánh gãy, sức lực giảm đi rất nhiều, cho dù có tiếp tục giữ lại bên cạnh cũng không có ích lợi gì. Tốt nhất là trả về nhà thôi. Diệp vô phong ngồi trên ghế để người ta phục vụ trà, sau đó nhìn Nguyên Trần cười nói, đúng là ngại quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 620